1 triệu 7 á. Không biết sao mình nhớ được có chữ phụ ở trong đó hay được vậy nữa. Ôi hôm nay nó có được nhận được thông báo nè. Chào cả nhà nha. Em Lê Hiệu. Trễ đúng 1 tiếng. Kinh khủng thiệt luôn. Hôm nay nhận túi ân lắm mà. Hello chị. LV xám kia đẹp xỉu à. Ờ. Nhỏ nhỏ xinh lắm mà có yêu chéo luôn. Hello mọi người. Mọi người thấy em chấm bài giúp em một chút xíu đó nha. LV xám cái cưng lắm. Có yêu chéo nè. Độ quá ok. Ồ thì anh chia sẻ luôn đi. Rồi em cảm ơn mọi người đã chấm bài cho em. Chia sẻ bài giúp em với một chút đó nha. Rồi em chào chị Phạm Hằng, mọi người thấy em chấm bài giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều. Đợi em một chút xíu. Em sẽ bán một cái ví đầu like đó. Nay sắc màu ghê. Chào chị Trần Vân Anh, chào chị Kim Ngân Nguyễn, chào cô Khánh Trịnh Thị Phương nha. Mua bữa giờ mới mang luôn. Chị Mấy Lần Lương, chào chị Phương Nhã. Em đang chia sẻ bài một chút nha. Cho em một chút nha. Hôm nay mà chị nào mà săn tôi không sợ hơi vậy. Em chào, em cảm ơn chị. Chị Thanh Đạt Trịnh Tư Tỉnh hẳn à. Đắp một luôn ghê ghê. Bữa nay bớt đi gội đầu về sạch sẽ. Vì đi gội đầu nên nó trễ giờ đó mọi người ơi. Chứ đang là 2 giờ. Tính hôm nay là live sớm để nghỉ đi sinh nhật con trai á. Chết cha rồi. Đang bậy vô nhóm này rồi. Tự nhiên bán hàng đi đang vô nhóm bốn phương gì đó. Nói chập đang lộn. Chia sẻ lộn mà chứ nó chửi em chết. Ồ spam cái này chửi chết luôn. Rồi like nhé. Ghim bài. Đầu like em lên một cái ví chờ nồi siêu đẹp luôn. Mà con này về nó có hộp không nè. Cái hộp không? Cái hộp này nè. Nó có hộp nhưng mà nó hơi bị bóp một chút nha. Nhưng mà mọi thích thì em cho một cái hộp hộp ngon lành hơn. Đây là để ghim bài đã. Ôi mà sao em không thấy comment nữa. Hay là mọi người không comment cho em. Mấy chị chấm chấm các chị ơi. Mấy chị chấm bài giúp em cho nó tương tác, cho nó sung sung đầu like, cho nó sung sung một chút xíu. Kệ nó chưa cần mua đâu, chỉ cần chấm thôi. Úi trời ơi, sao mà nó đơ cái màn hình thế không biết nữa. Hôm qua là đang like thì con khóc. Phải xuống. Điểm sự đúng là cực khổ. Em chào chị Gia Gia. Chào cô Châu Thị Mia, cảm ơn cô. Hello chị Lê Nguyễn Phước Thiện. Rồi, chào chị Thảo Nguyên. Rồi bán nè. Đầu la lên cho mọi người một cái ví. Trời em nói cái chất của Chanel này là chưa bao giờ thấy luôn. Lạ lắm. Đúng cái kiểu dòng cổ luôn mọi người. Cái nó cái ví này của nó như là gọi là da lộn vậy đó. Bằng giả giống như kiểu giả. Đó mà mấy chị xem độ mới của các góc này. Nói chung là ví của con này khá là mới. Mà con này nó có hộp. Nó có cho mình một cái gì đây. Cái này chắc là cái bọc quấn lại á. Cái gọi là cái khăn ở ngoài á. Nhưng mà cái hộp tình trạng của nó đang bị như thế này nè. Nhưng mà chị thích em cho một cái hộp khác nha. Nhưng mà cái này đi theo cái hộp này thì em bán mọi người như thế này. Em sẽ cho mọi người một cái hộp lành lặn hơn. Đó, phụ kiện còn đẹp luôn. Hello chị Diệu Thanh Vũ. Chào chị Phường Tôn. Em chào. Đó.
Khóa là khóa da luôn ạ. Hello chị Linh Đoàn, trời ơi em mới thấy chị đây mà tự nhiên em không thấy nữa, em kêu ủa hay là em coi lại cũ. Con này ở bên trong da của nó rất là đẹp, nói chung là con này giống như một cái ví mới luôn mọi người. Cái màu của nó vậy nhưng mà nó là ví mới đó nha, tại vì nó còn hộp đó. Em cái nào thì em nói cái đó nha. Nè mọi người, nó có sổ thẻ luôn và nó là made in France. Bản này hàng của Pháp, gia công của Pháp. Nó có cốt luôn, nó có cốt luôn ạ. Mọi người nhìn chất nè. Đây là dòng ví mới mà nó cái màu của nó đẹp như vậy luôn đó mọi người nhá. Con này đầu like bán cho mọi người giá số đẹp đẹp một chút xíu 789 mà 789. Số tiếng luôn. Thấy giọng này là bán tiếng lên. Mà 789. 789 luôn, nó có hộp luôn á cho mọi người nhá. Nè, nói chung là nó màu nó rất là tây luôn á, nó là màu xám. 789, 789 ngàn nhá. Ok rồi chị Minh Châu Nguyễn Thị. Để em cho chị có hộp đẹp đẹp xíu nha. Lỡ mấy chị mua mấy chị tặng hay gì đó. Tại vì nó về thì với cái hộp này nó lại bị như thế này. Nhưng mà để em cho chị cái hộp đẹp luôn. Chị Ngân Kim, chị Kim Tĩnh Nguyễn sao rồi? Rồi. Em luôn thích bán con này luôn. 789 em hết rồi mấy chị nhìn hàng nè. Đây là một trong những cái bản chéo mà nó quá dễ mang luôn á. Da rất là đẹp và nó là màu đỏ. Mọi người xem nè, kể cả góc còn đẹp luôn. Hàng của Gucci, Gucci. Hello chị Trà My. Gucci nha. Mọi người, nè. Cái cục ở đây của nó rất là dày luôn. Bản đeo chéo này chỉ có size 20 thôi mấy chị nhé. Chéo Gucci, 789 em hết rồi ạ. Lót hàng đang còn ngon lành luôn á. Cốt kiếp đầy đủ, cốt kiếp hai hàng luôn. Góc nè mọi người, nhìn nè. Rồi bác nào lấy con này chốt em mã 1.400.000 ạ, 1.400.000. Mã 1.400.000. Mã 1.400.000 giúp em. 1.400.000 luôn. Mã 1.400.000. Trời ơi con sợ. Lên con này mà con sợ không chốt thì đừng hỏi Hiền nhá. Em mặc áo xinh quá ta hả? Ôi giao cha. Em gửi chị. Em là em thích mặc áo sơ mi lắm. Nhưng mà em hay em thích mặc áo sơ mi mà cái này không phải áo đồ si đâu, đồ mới đó. 1.400.000 nha. Rồi, con này là chúc mừng công sở chốt nè. Mấy chị, đây là một cái bản công sở của LV. Hôm nay phải mua được chứ. Em like ban ngày với lại hiệu mà mọi người like chậm mà. Đâu phải bán chút xôm như hàng da đâu. Nè, LV này thì em bao luôn công sở là biết là sao mọi người, được A4. Và con này nó còn có dây đeo chéo nguyên bản luôn. Em bán là dòng của LV của em là dòng da nó nhiều màu ngày ngày như vậy nè mọi người nè. Màu gọi là màu mật ong á, tại vì dòng này là dòng da mộc. Hello chị Hoàng Bo. Size ngang của con này là 36. Cái đích của con này là 30. Cao của con này là 25, 26 đấy nha. Bao cốt kit đầy đủ luôn ạ. Con này em bán 1.500.000. LV công sở nhé, mã 1.500.000 luôn giùm em. Này, lót ở bên trong đẹp luôn ha. Cái tag của nó nè. Đây, cốt của nó nằm ở trong này nha quý vị đâu. Đó để em chưa cho mọi người cho mất công về. Mọi người tìm mong ra mọi người like em nữa. Đây rồi. Mới thấy đây, cái tự nhiên nó đâu mất tiêu rồi. Để xíu nha. Mình tìm mình đưa cho mấy bạn nhìn một miếng cốt. Ở trong cái ngăn túi nha. Dạch ra nó lên cao quá không thấy được. Ở trong cái ngăn túi nhỏ này mọi người nè. Trong cái ngăn túi nhỏ nè. 1.500.000 à. Mã 1.500.000 luôn giúp em. Hello chị Tuấn Bi. Dây đeo chéo còn đẹp luôn. Đó. Bác nào lấy chút em mã 1.500.000. Con này là công sở được nha. Ok LV Bucket. Nè cái dây của nó còn đẹp lắm. Em sẽ để hai con này lại. Mấy cái bản này mấy chị chốt sướng nè. Ủa sao em lên một đại tiệc của. Hôm nay có group nam không à. Group nam đợi em lai da đi. Chắc tầm mai mốt em lai da. Mốt đến cuối tuần là em lai hàng da luôn. Sẽ lên cho mấy chị Bucket. Mai là thứ mấy ta? Mai thứ 6 luôn rồi hả? Ok thứ bảy chủ nhật em lai hàng da sẽ lên lên gì quên tên rồi. Group cho. À cái này là không, cái này là một cái set của nó luôn á. Một cái set nó có quần luôn á. Chứ không phải chỉ có sơ mi không đâu. Nhưng mà tính ra thì cái vải này nóng lắm nha. Em thấy nó không mát đâu. Vải nóng lắm, được cái đẹp thôi chứ nóng. Con này nè, trời ơi LV nè. LV lên màu mật ong, con này 1550 ạ. Đây là một con bucket mini. Chất nè mọi người. Nè, 1550, mã 1550 luôn giúp em. Chào anh Nhất Lộ Phát. Bay bay bay, gió bay bay bay. 1550.
550. Qua SL LV 1550 nhé. Phong này gọi là phong mini nhất của dòng LV rồi đó. Size này có 20 thôi. Nè, màu mật ong này đẹp chưa? Con này nè, mọi người thấy cái chất gọi là chất da của nó bóng đó. Cốt của nó nằm ở đây nè. Đó, mấy con kia mình hay thấy cốt của nó nằm ở bên trong. Con này rất là đặc biệt nha. Cốt nằm ở bên hông nè. TH0025 nè. 1550 luôn dùm em. Bút kết LV size mini. Ở bên trong siêu đẹp. Sạch sẽ ngon lành cành đào. Em sẽ để một dàn sau chân á, LV để chung một dàn cho ông này. Để theo set á. LV Louis Vuitton Paris. Góc đang còn ok luôn. 1550. Em thích cái bút kết này lắm. Con này em bán 1,7 triệu. Đây là một con size mini nhỏ nha. Size này size có 18 chuẩn thôi. Mấy chị xem xích của nó nè. 1550 của chị Cindy Nguyễn. Size này em có một con nữa mà size lớn hơn đó nha. Ok trời ơi. Con này là size mini nhỏ xíu luôn á. Mấy chị da nè. 1,7 triệu của Trần Văn Anh. Chưa cho xem mà chốt luôn hả? Ôi bao phụ kiện đẹp luôn. Size mini nè. Nè, thấy chưa? Da dập vân da chăng nè. Phụ kiện đẹp luôn. Đúng rồi, thì em mới nói là cái size này là size hiếm. Mọi người mà biết là mọi người sẽ chốt à. Cái size 20 mọi người tìm không ra đâu. Cái size mà thường xuyên nhất mọi người đi xem và săn ở tất cả các line luôn, nó sẽ size 25. Kể cả em bán cũng là size 25 à. Được, bao vừa tất cả các dòng điện thoại. Bao vừa tất cả các dòng điện thoại luôn. Của em nhỏ em để còn dư một khúc này nè. À mà chị Trần Văn Anh ơi, mình chuyển khoản luôn thì em bán nha. Tại vì mình có một lần không lấy hàng rồi. Nên là hiện tại nếu mình chuyển khoản luôn được thì ok em chốt đơn. Còn không là em chưa có chốt đơn cho mình đâu. Nhá. Size này size 18 bao vừa điện thoại. Nha mấy chị nhá, mình chuyển khoản được thì em để hàng xuống. Tại vì đợt trước mình có một lần không có lấy rồi. Nên thông cảm. Đó. Hai lần luôn chứ không phải một lần đâu. Nên là từ từ giờ chị chuyển khoản không được 1,7 triệu, em gửi tài khoản qua thì chụp hình cho nó xong. Cho mất công nó bị ôi ôi. Never full size đại luôn á mọi người. Never full size đại. Bác nào chốt cái này nè, lát em có một con trống mini của cái này nữa. Một con trống mà tầm size 20 của cái này nữa. Mọi người xách một bộ là quá tay luôn ha. Nhớ đúng không bé? Như có một cái trống này đúng không? Ê đây đây. Trời ơi. Nè. Ông trống size 25 chứ. Mọi người, cục bộ của nó luôn nè. Đẹp không? Đúng chất dòng da mộc luôn nha mọi người. Đúng chất dòng da mộc luôn ạ. Ở bên trong của nó, nó mọi người, ở trên nó hơi ố một tí thôi. Rất là nhẹ nhưng mà ở bên trong. Còn ở ngoài của con này, một con LV như thế này là rất là sạch sẽ luôn rồi nhá. Nó màu trắng nè, sạch sẽ. Size này size đại luôn á, gọi là size L á. Size L của Never Full á. Size tới 50 gọi là size L. Nó có cho mình một cái gì cái ví ở bên trong rồi luôn nè. Ngon lành chưa? Đây gọi là size L mấy chị. Cái này mình đi du lịch là bao đẹp luôn. Em bán con này cho mọi người 1,5 triệu luôn. Mã LV 1,5 triệu nha. Mã LV 1,5 triệu. Không một lỗi lầm gì đâu ạ. Cốt của nó nằm ở đây. Nằm đây nè. Đó, ở bên trong nó lem lem một tí thôi, rất là nhẹ thôi mấy chị đâu. 1,5 triệu cho một bản Never Full nhé. 1,5 triệu. 1,5 triệu cho Never Full. Đó, bác nào chốt ở đó thì chốt luôn cái này nè. Đủ bộ luôn. Một con trống nữa quá đẹp luôn. Xách luôn một bộ nhìn đẹp lắm. Đi du lịch á, mình có một cái trống, một cái Never Full. Mấy con này nó còn độ mới phụ kiện luôn ha. Size này chuẩn cũng size 25 thôi đó. Size 25 nè. Ở đây nó có một cái vết này thôi. Em bán con này 1,520. Mã 1,5 triệu và mã 1,520 nhé. Nó mấy chị da nè. Anh ơi. Anh ơi. Anh mới ngủ dậy à. Anh nhè à. Ban ngày em nhè đi, buổi tối nhè.
người ta bán hàng mà nhè, bắt người ta xuống. Hello chị Hoàng Bo, 1 năm 20 ạ. Ủa con này nó có gì trong này vậy ta? Mọi người từ từ nha. Ui nó có ổ và chiên, một bộ ổ khóa nữa. Con này 1 năm 20 là quá quá xứng đáng luôn. Có ổ và chiên nữa này, em để trong này luôn. Mình tưởng tiền chứ mình rồi nó cộm cộm. Ờ cốt tem cốt tác thì một nùi tem cốt này, 1 năm 20, mã 1 năm 20 luôn giùm em. Cái này mọi người em thích, mọi người chốt theo bộ á nó sẽ đẹp hơn, chốt theo sự bộ nó sẽ rất là đẹp. Cô nhà em hả? Không, bữa thích thì ăn, bữa không thích thì thôi, tùy hứng. Trời ơi mọi người, Dolce & Gabbana. Con này mọi người ở đậu đầu ra. Ui đỉnh của chóp luôn. Du lịch không em yêu. Dolce & Gabbana quá đẹp. Phong hộp quá đẹp luôn. Dolce & Gabbana, con này em bán 1 năm 20 của chị Linh Đoàn. Ok chị. Cái con đó nó còn ổ và chì luôn nha chị Linh. Trống. Mấy chị, em nói hàng Dolce chuẩn si nè, chỗ đây nó hơi trầy một tí thôi. Nhưng mà mọi người xem chất da này, con này em bán cho mọi người một con Dolce này với giá 1.800.000 nha. Mấy bác. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này em nghĩ là nếu như em sẽ thâu dây lên này. Ôi. Đòi ăn kinh lắm. Đòi ăn ráo riết luôn mà đến khi á hả? Mà cho ăn rồi hả? Trời ơi mấy bác. Dolce D&G đó, sang 25 phong hộp. Thiệt sự luôn. Mở là mở khóa ngang qua như thế này nè. D&G nha. Trời ơi cái hiệu này mọi người. Em nói là các bác chốt á, các bác chán LV L viết chứ mà Dolce này các bác đâu có thấy hàng đâu. Cực kỳ ít hàng luôn. 1.800.000. Cái tag của nó đang còn rất là đẹp nhá. Lót của nó nè. Form đích nè. Rồi 1.800.000, mã 1.800.000, hàng của Dolce. Đừng có mỹ phẩm là sao? Mình chưa hình dung. Là cái hàng đó là hàng Nhật mà. Nay em đang like hàng hiệu. Đó, 1.800.000 nha. Dolce & Gabbana. 1.800.000, mã 1.800.000 luôn. Con này nè. Nó là đòi như là kiểu giờ chuẩn bị cho ăn chắc sẽ ăn hết cả thế giới. Chị trong anh chỉ chuyển khoản thôi đúng không? 1.800.000 chị Hương Mai, khách mới hay các cụ bao em một phát nha. Tên là quen rồi đó. Con này bao đẹp. Em đang không đụng form nè. Trời ơi mấy chị mua một cái túi D&G hàng hiệu mà với độ mới phụ kiện này của hàng si, em nói là đã nhức cái nách rồi. Mấy chị hơi như thế này một tí thôi. Đó mấy chị, nó mới rơi vào giá 1.800.000 đó nha. Da còn đẹp lắm. Em vẫn là fan của LV. Em ơi, em đâu. Ồ, chị nhận được 1.700.000 rồi. Mới ok. 1.800.000, em vừa gọi chị Linh Đoàn. Nè, em vẫn là một fan cuồng của Métis. 1.500.000 bà này. Métis. Có kiếp đầy đủ có dây luôn. Dạ rồi em cảm ơn chị, em đã nhận được à. Em đang bị bé chụp hình cho chị á. Em báo rồi đó chị ơi. Khóa của nó đang vàng sáng luôn mà, đưa lại cho chị xem coi. Nè nó chỉ bị chày ở đây một tí thôi đó chị nè. Trời em like anh chị luôn mà mọi người không nghe à. Em đâu có giấu đâu mọi người sợ. Thấy không? Mọi người thấy sáng sao được không? Chỗ này của nó thôi. Cái chỗ này là cái chỗ gấp khúc của người ta. Nè đẩy qua đây nè. Đó gập lên gập xuống là nó sẽ phải như thế này thôi. Và đây là hàng chuẩn Sida nha, chứ không phải hàng mới. Đó, ok thì báo lại công chú chị Linh Đoàn. Con này em 3.000.000 Linh Đoàn hài lòng. Đẹp. Về chất da con này độc mà chứ. Từ khi bán giờ đây là form đầu tiên á. Mọi người biết sao không? Hàng hiệu lâu lâu em mới like, bởi vì hàng hiệu nó sẽ không nhiều form dáng như là hàng da. Hàng da là cả ngàn ngàn ngàn, có khi là cả mấy chục ngàn cái.
Chứ còn hàng hiệu á thì nó sẽ số lượng của nó không quá nhiều nên nó đôi khi bị trùng mẫu. Ok ok em chị ơi. Ok không thì báo em nha. Còn nếu không tự tin thì để em chốt cho người khác vậy thôi. Mọi người mà cứ yếu hơn, không tự tin về hàng si thì có thể chốt. Ok ạ, à, em là cái nào là em báo cái đó. Chứ hàng si mà mấy chị đòi không tì vết thì chịu nha. Nhưng mà cái đó em lại cho mọi người. Đây, cốt của nó nằm ở đây. Con này là 1,5 triệu ạ, à, bản Mestiz. Ok. Không, cho chị Nguyễn Hồng Dung xin dự bị kìa. Ok, chị Nguyễn Hồng Dung, em chốt với chị luôn nha. Chị Nguyễn Hồng Dung khách cũ phải không? Inbox lại dùm em một phát. 1,5 triệu nha, mã 1,5 triệu luôn giúp em. Size này gọi là size 25, chuẩn size 25, Mestiz. Đeo chéo đồ ok hết luôn. Mấy chị, cái hàng này mọi người phải bóp lại, mọi người bỏ vô được nè. Ok, em nói là da, da, cái da của nó không phải đẹp rồi. Phụ kiện như vậy là phải là 9 điểm trên 10 rồi. Chứ những hàng đấy ba cho mọi người 10 là cũng chịu á. Em có một con chéo Gucci bản mini thôi. Size của nó size 18, đựng vừa điện thoại hết đó nha. Con này màu bạc hà ha. Phải gọi màu bạc hà không? Cũng không hẳn. Phụ kiện nè, đẹp không? Phụ kiện còn ngon luôn, size này size chéo nhỏ đẹp lắm mấy chị. Coi có bị gì không? Không bị gì luôn. Con này em bán 1,4 triệu. Bán 1,4 triệu luôn giùm em. Gucci, con này made in Italia, lót sạch sẽ luôn nè mấy chị. Cốt hai hàng ở đây luôn. Hello Mimi. 1,4 triệu, mã 1,4 triệu. Màu xanh ạ. Phụ kiện nè. Màu này lạ ơi là lạ luôn. Chứ bây giờ thấy màu này 1,4 triệu các bác ơi. Các bác lên đơn con này cho em. Vì nó là size mini nhỏ. Đẹp ạ. 1,4 triệu. Đây. LV và form này nè mình. Các bác ơi. LV và form đứng nè. Con này form công sở chốt được luôn cho em ha. 1,4 triệu của chị Trương Thị Riêng. Ok chị luôn. Màu pastel xinh lắm. Mấy chị ơi em cao có 1m dưới 1m55. Nên cái dây này ở là nó hơi dài với em một chút như thế này thôi. Mấy chị nào mà chị còn 1m56 này. À không, trời ơi. Em dạy khờ một lần thôi chứ em không dạy khờ nữa đó mọi người ơi. Em có nhận hàng thanh lý không? Trừ khi mà em nghỉ sự nghiệp bán túi thì em sẽ nhận thanh lý cho mọi người. Đây. Một cái con LV chất da lộ ở bên trong luôn nè mọi người. Cái lót của nó thôi đã đẹp luôn rồi. Em hết lâu rồi. Cốt của nó nằm ở đây luôn mọi người. Ở trong cái lót của nó hơi bị bụi bụi nè. Ở trong cái phần lót thôi nhé. Mà nó cái ngăn trong cùng á. Da luôn rồi mấy chị. Con này cái form của nó là sao ta? À mình phải đẩy qua bên này một chút xíu nè. 1,4 triệu em hết rồi. Rồi chị Phương Trần ơi. Chị Phương Trần chốt con màu đỏ nè. Nhức đầu quá chị ạ. Nhức đầu lắm, đẹp lắm. Bán được thì không sao. Bán không được rồi mấy chị. Em nói thiệt á. Mấy chị phải hiểu cái này. Mình đã thanh lý dùm rồi. Thì mấy chị làm ơn làm phước. Cái ngày em like em muốn chia sẻ cho em với. Em bán ế thì mấy chị cũng không bán được chứ đúng không. Hỏi sao chị không bán được cho chị. Em kêu em bán tại em bán ế. Thiệt trời ơi. Không thèm chấm luôn á. Người ta thanh lý hàng nó quê. Không có ai xem á. Con này sao em chỉnh lại cái phong coi. Không bạn ơi. Không có gì dù. Đưa chị con đỏ lại cho chị Phương Trần coi kìa. Gucci màu đỏ đẹp nè. Cái con này là bán hoài không chán luôn. Mà mọi người không chốt nè. Con này em cũng bán 1,4 triệu. Mã 1,4 triệu. Mấy chị xem cái logo nè. Cái nó là bằng da mà nó làm hàng nè. Em thôi với lại là nhức đầu lắm. Mất thời gian lắm mấy chị ạ. Hello chị Thanh Lê bất động sản. Nay mới gặp lại luôn. Nè hàng nè. Ở bên trong sạch đẹp ạ. Cái da của nó nè. Size 20. Phụ kiện sáng mới nha. Cái khóa này của nó đang còn ok lắm nè. Đó. 1,4 triệu chéo này. Mọi người có thể là nè, ngắn dài thoải mái luôn ha. Xách tay nhỏ sau lưng em mới hả? Ok. Con Mestiz này đúng không? Hay là con nào?
Con mấy ship này em bán 1,5 triệu đó, bán 1,5 triệu. Có kit đầy đủ luôn, có dây đeo chéo luôn. Sắm cái bảng này đeo nè. Hello chị Jessica Trang Trần. Ồ, em lộn con ngăn trong cùng nó mới ra được. Đó. Mình nói xíu nữa chị Hiền trả lời. 1,000,000 con trắng rồi, 1,5 triệu. Bà nào ta? Bà nào mà sắp tay ta? Con nó màu xám, nó màu trắng, biểu ta lấy lên. 1,4 triệu, mã 1,4 triệu. Đỏ đen chị nhiều lắm. Ok, không em cũng lên lại tại vì em thấy con này nó đẹp. Bản chéo, mọi người sợ mọi người tiếc. Một triệu tư, mã 1,4 triệu. Từ từ, siêu phẩm từ từ lên nhé. Cho lên một chút xíu nè, mấy hàng này đã là lên siêu phẩm. Em lên con này cho mọi người chốt lại nè. Con này em bán cho mọi người 1,8 triệu. MK sách tay nè. Coi hàng nè. Đây là gọi là những cái bản limited của MK á, mấy chị. Mấy chị sang trong web cũng rất ít khi có luôn. Hàng của MK ạ, Michael Kors. Ôi đợt này về MK với Kors đẹp cực kỳ luôn á. Thiệt sự là quá đẹp luôn, không đụng hàng luôn. Dây đeo chéo của nó màu xanh luôn nè. Có tác luôn. Mấy chị mình đeo chéo đẹp luôn nè. Ồ, để đi dừng nó ra form vậy nè. Size này size có 20 thôi. Michael Kors đó mọi người, màu xanh đen. Xe nhỏ. Phụ kiện mới luôn nè mấy chị, sáng không? Nó đây là cái giống như là mọi người gọi là cái charm. Cái charm của MK á, MK Michael Kors. Phụ kiện nè. Da nè. Lót của nó là lót hiệu luôn. Mấy chị nào thích size mini là chốt bài này đẹp nha. Nè, cái dây này nguyên bản nha. Thấy không? Nó khớp với cái này nè. Con này là quá đẹp nhá, hàng hiệu luôn mấy chị. MK Michael Kors chất đẹp. Bác nào lấy cho em mã 1,8 triệu nha, size mini thôi. Chấm bài giùm em với. Các tình yêu, các tình yêu buổi chiều, các tình yêu yếu đuối quá. Yếu đuối nhận hổng ra luôn. Yếu đuối cho ai xem. Con này mà bác, con này là em rất là thích. Vì nói chung đó em chỉ thích những cái gì mà có cái cầm tay. Hello chị Hạnh Nguyễn. Đây nè. Không của Sì Hà Hồ, trong này hiện tại em không có. Đây, em lên cho mọi người một con cót Âu. Mấy chị xem hàng nè. Cót Âu ạ, có dòng này là dòng vải của cót phối với da mộc. Nè, ôi cái form của nó quá đẹp luôn. Form nó form tay á, 1,8 triệu. Chị Huỳnh Trang ơi, bên em là phải chuyển khoản hoặc cọc mới đi hàng, chị có đồng ý không ạ? Được thì mình vào mình chuyển khoản hoặc cọc giùm em để em chốt đơn nhé. Em cho mấy chị xem một con cót nè. Cái này mà thiệt sự luôn, mấy chị lớn sang một chút xíu hoặc là cái gu của mấy chị là xài hàng châu Âu á, là mọi người nhìn hàng nè. Cái da của nó nè. Da nè, độ mới của con này là phải trên 90% nhé, về cả dòng vải và dòng da thật. Con này em bán mọi người 1,350 thôi. Chị Huỳnh Trang ơi, chị chuyển khoản hoặc cọc được không chị ơi? 1,350, mã 1,350, da nè. Phải nè. Sang không? Mấy chị nhìn hàng nè. 1,350 giùm em. Con này màu đỏ phối nâu nha, phối nâu. Sang ngang chuẩn 35 á, ca của nó là có 20 thôi. Mình kẹp nách đeo vai được luôn mấy chị. Có khóa kéo miệng luôn. Bên em không có ship tốt đâu nha. Lót cóp luôn mấy chị, em bị giáo lắm này giùm chị với. 1,350. Trời, con này mà không phải da thật em đền tiền chị luôn á. Đang bị bóc phốt đó. Mấy chị ham rẻ. Trời ơi, bữa ai cũng nói em. Em ơi, sao hàng giống vậy, chị mua có 200 bốt mà em bán 1,000,000 vậy. Chắc em giàu chết mất. Kêu ok. Trời, con này mà không phải da là gì các bác ơi. Em nói nè, cái hàng da thật á là nó sẽ như vậy nè mọi người, cái màu nó không có bóng mới, bóng bẩy như là dòng da túi kia đâu. Đó, nè. Cho coi da này được chưa?
nó là hiệu đây là bao da cho mọi người thôi. Nhưng mà riêng về cái dòng LV thì em chỉ ba dòng người viền của nó là da mộc, còn cái chất đó là chất canh vác của LV đặc trưng luôn rồi. Đó, đủ chưa? Hello chị Trinh Lê. Ok không chị? Bác là em một phát nha. Ví dụ một số cái thương hiệu của nó đó là bằng chất dù hoặc là bằng chất canh vác thì mình phải theo thôi. Chứ còn những cái hàng này của nó là da thật thì da thật nhá. Không. Ok bác là em. Ôi cho con cót đó. Cái con cót em thích lắm luôn. Mà ở đây quý vị không chốt con cót nữa. Nó là màu xanh đen nhá. Ok thì báo lại em. Không để em chân lên. Chà nồi. Một em chà nồi đeo vai. Da của nó là da trần capia. Nè cái này mấy chị cũng có lỗi. Ok ok chị gặp với em 1 triệu nữa. Em nói là mấy chị, nói chung là mọi người lăng tăng á là cọc từ 500 trên 500 ngàn mượn đi đơn rồi. Mọi người cọc 1 triệu đưa tiền bạc lấy hơn thôi. Như vậy mà con em bán rồi 1.8 triệu mấy chị, độ mới cao luôn. Du lịch hả? Du lịch hiện tại là không. Trong lô này hiện tại chưa thấy du lịch ấy. Mà có ba lô thôi. Con xanh bán rồi, em có ba lô mini. Con này là hàng của Toribot 2.4. Anh Trang ơi, vào trong tin nhắn đã bên em gửi số tài khoản qua với lại chụp hình đã chị hàng chuyển khoản nhé. Cái ba lô Toribot đâu em? Để hôm nay luôn à? Để trong đây mất tiêu rồi. Từ từ rồi hàng chuyển khoản. Ý là có tên em là Đoàn Thị Hiền nhé. Cho mọi người. Nhận hàng giúp em với. Ôi má ơi, con này lạ dữ. LV này hơi bị lạ luôn. Độ form lại đi, độ này xấu quá. Ô, cái này bị rớt cái nút ra rồi. Xe con này cho mọi người nè. Độ cho nó căng da chứ. Sao ta? Ôi, dễ thương không? Lạ chưa? Ê, ê, ê. Ui, vừa tất cả các dòng điện thoại luôn. Cái này ế để mình quá. Chị nhận túi hơi mệt rồi, đẹp quá hả? Phạm Ngọc, à Phạm Ngọc. Túi thôi, Hanamori. Hơi mờ là Hanamori 9.5. Anh nói rồi mà. Ôi mấy chị. Chị đẹp lắm mà, ok chị cảm ơn Lan Nguyễn. Lan Nguyễn không bữa chốt cái túi gì ta, không nhớ. Ồ, hai túi đúng không? Ok, vui là mình vui rồi. Trời ơi, sao dễ thương vậy? Ôi xỉu luôn á mọi người, cưng bà cố luôn. Thế chị mượn cái điện thoại của em để chị test một lần cho chắc ăn. Trời ơi. Bỏ thêm cái điện thoại nữa cũng được nữa đó mọi người. Mà sao nó nhỏ xíu mà nó cưng mà nó bỏ được ta. Tờ V nè. Cưng xỉu luôn. Cốt luôn, có cốt luôn, ngon luôn. Du lịch ở dưới hả? Ở dưới không có du lịch đâu. Em có một cái hơi mệt thôi. Con này mọi người lấy cho em mã 1.650.000, mã lạ. Châu An. Em là fan của những cái bản da như thế này nè. Em là fan của những cái túi trống du lịch, gọi là trống du lịch xe mini ạ. Phối với những cái viền mộc da như thế này nè. Ok của cô Châu Thị Amia. Ồ con này chưa thấy luôn á, tăng đôi được nha. Chị Mai Vũ sao rồi? Minh Châu Nguyễn Thị sao rồi? Nè. Mọi người đã thấy cái bản này chưa? Trời ơi nó đẹp lắm, nó là nguyên bản đó nha. Dây nè. Em hết à, mã lạ cũng cô Châu Amia đúng mã luôn. Con này chống du lịch này chỉ size 35 thôi. Ca của nó là 30. Màu tím, gu xì màu tím. Con này 1.500.000 à. Chị 650 chị lên sao rồi mọi người nhìn nè. Con này ở ngoài màu tím. Một cái trống gu xì rất là đẹp. Bữa trước em có một cái màu đỏ. Mà đợt này về nó màu tím nha, trên like nó ra màu xanh á. Con này ở ngoài và xíu nữa chụp hình nó sẽ đẹp hơn. Em đăng like.
màu tím nó bị hút á. Nè, cái dây da mộc của nó dày như thế này luôn nè mọi người. Phụ kiện đẹp chưa? Con này 1,5 triệu các bác. Độ mới nè. Cái này em nghĩ là mọi người mà đi du lịch á, mọi người để trên hình, gọi là mình gọi là đây là cái túi bóc tông á, mọi người để trên vali đẩy. Sang lắm. 1,5 triệu của chị Trần Phượng. Nhận ở ngoài bao màu đẹp hơn trên like ạ. À. Chị Quế Mai sao? Chị Quế Mai. À chị Quế Mai nhắn tin là hỏi là nhận được hàng gì, nhà hàng á hả? Chưa. Ngày hôm nay đã giao á. Ngày hôm nay giao. Ok, tại vì lúc mà em thấy tin nhắn đến là em đang bật ngựa, em đang gội đầu. Em trả lời. Ok. Em có nè, một cái túi Hermès Paris nè. Chị Quế Mai ơi, em sao con đó rồi có một con nè. Mấy chị thích trống LV không? Nè, thấy chưa? Em có cho mọi người một cái con này. Phong túi bót tông của Hermès. Cái này là mọi người chồng hoặc anh nam màu sắc cũng được, mà chứ đừng có nói chỉ có nữ không. Da của nó đỉnh của chóp luôn. Túi trống 1,5 triệu Mai Hương Đỗ Thị sao rồi ạ? Em hết rồi. Mấy chị xài á, mọi người chốt cho em những cái bản cổ như vậy em yên tâm lắm luôn. Tại vì nó không có quá nhiều phụ kiện, nên là những con đó nó rất là chất và đẹp, mà nó không lại kiểu bị quê á. Chứ còn mà ba cái dòng mà xa sau này thì bắt buộc nó nhiều phụ kiện thì nhìn nó không có sang. Ê em lên chị con trống LV cái. Con trống LV hoa văn á. Rồi mọi người xem hàng em lấy chất chưa nè. Ở bên trong là da toàn bộ luôn á. Hermès Paris Made in France. Khóa khóa ngang luôn. Cốp này. Con này mọi người đã thấy chưa? Em chưa thấy luôn. Giờ mới có mà bán nè. Nè có cốp nằm ở này luôn. Hermès là dòng hiệu mắc tiền nhá. Con này bán 2,2 triệu đó mọi người. Tay ngang của con này tới 40 lượt đó. Em cho mọi người xem da nè. Mọi người nghe em bóp một kinh kích không? Vì nó dày lắm luôn ấy. Và đặc biệt nha, phụ kiện nó mới nè. Đó, nó chưa bị trầy luôn ạ. 2,2 triệu, mã 2,2 triệu. Nó là dạng sách tay giống như gần như gọi là du lịch. Nhưng mà size vừa chứ không phải size quá lớn đâu nhá. Nè. Da nè. 2,2 triệu ạ. Túi gọi là túi không? Hay gọi là túi giống như cô túi cốp á, vali bóc tông á. Đây nè. Cái trống LV được này nó đẹp lắm. Nó có dây đeo chéo nên nó đẹp. Con này 1,4 triệu thôi. Nè đợt này á, LV màu mật ong của nó đẹp chưa. Size này size trống 30. Có dây đeo chéo bên trong luôn. Nè cái dây của nó nè, dây dẻo nè, dây da mộc nè, cái cốt của nó nằm ở đây nè mọi người. Rồi ai lấy chút em mã 1,5 triệu nha, à 1,4 triệu, mã 1,4 triệu luôn giúp em. Rồi em khay tiếp nè, thương hiệu em khay nè, một con Michael Kors MK, một con MK 1,4 triệu của chị Mai Hương Đỗ Thị. Chị Mai Hương Đỗ Thị ơi, mình xài được LV dòng cổ điển không? Gọi là dòng mật ong á. Mấy chị xài được mấy cái hàng đó không mấy chị? Nó đẹp nha, nó rất là đẹp. Nếu như mọi người xài được cái dòng mà gọi là màu lên màu mật ong. Ừ, chị biết mà. Như ong luôn, đúng thực sự là như cái con mấy cái dòng mà trống đó thì hàng mà đã vô trong này của em 1,000,000 nha mấy chị, không khác gì con lai âu và lồng âu luôn. Lai âu mà 1,1 của con đó 10,000,000 á, có thể là âu luôn ở trong đó. Thì ok không chị ơi, chứ không mất câu em sợ mọi người chê thôi. À cái đại màu này ok ok, dạ được vậy thì chốt. Chị dùng khoản được không hả chị? 1,4 triệu em hết. Em còn trống đó nữa mấy chị, đợi em một chút xíu. Em có nãy em có đổ mấy con trống không hả? Đâu kia lấy cho chị đi, lấy chị lờ mấy cái trống đó đi, em lên cho mọi người mấy cái trống đó luôn. Ok nhé. Không phải mấy chị sẽ không phải là em gọi là không tin mấy chị hoặc là coi thường mấy chị sao không xài nó, mà vì em hỏi thì em cho chắc á. Mấy chị biết không, em đã từng bán những cái dòng LV này, em bị khách chửi xối xả luôn, bảo trời ơi mày cắt cổ rồi thế này nọ, mày bán hàng đểu, nghĩ sao mày bán một cái túi mà nó cũ xì, có nghĩa là cái màu của nó lên màu mật ong gì gọi là nham nhở màu, nói quá trời luôn. Em kêu chị ơi chị có hiểu về gọi là lòng dòng mà lên màu mật ong không, chị thích màu, ý là chị đã lấy một cái hình mà cái túi đó chị mua ở trên Shopee á mấy chị, nó là màu trắng á, có nghĩa là cái dòng LV của nó màu trắng cái viền á. Em kêu em chịu á mấy chị, cái LV màu trắng thì em bán 350 thôi,
đó. Xanh ngang của này là 32 ạ. K của này là 20-22. Đó. Tác của nó này mấy chị ơi. Đó. Nên là em mới hỏi lại một chút xíu nha. Chứ còn nếu mọi người thích được cái hàng đó rồi là em cũng phải gọi là bị thích bán á. Tại vì em thích dòng LV lên mật ong lắm. Nó có dây đeo chéo nguyên bản luôn mấy chị ơi. Con em khay này mà chị nào mà công sở chốt rất là sang và đẹp nhất. Nói chung là cái hàng này nó thiên về khuynh hướng là công sở nhiều. Cái lô này nè. Đó, dây đeo chéo là phụ kiện mới luôn mọi người. Con này bác nào lấy thì chốt giúp em mã 1.560.000 em khay ạ. Mọi người thấy không? Nó giống như là nó hổ phách nè. Đó. 1560, chất cái này là chất canvas. Mã 1560. 1.560.000, mã 1560. Ui, con này có dây chéo không? Ui, được 3 con hả? Ôi, bà này có 25 thôi các bác. Chốt cho em mã 1450 ạ. Con này size 2.25 ạ. Size 2.25 thôi. Size này mọi người xách tay đi bình thường được luôn. Ui cha nè. Mọi người thấy màu không? Màu dây đẹp ghê luôn. Nên giống như kiểu bị nghiện mọc là thích á. Cốt nằm ở đây. Đó, 1450. Con này trống càng nhỏ càng mắc nha. Một bốn năm mươi, size 25 mà. Size 25 mà, size vừa. 1450. Rồi em còn một cái này size to hơn á, size 30 giống hồi nãy nè, 1.4 triệu. Lách da mà. Lách da lách thịt mà. Đâu phải đâu, đâu phải nhân da đâu. Con này là 1.4 triệu nè. Nãy tao chỉ bị chốt sau chốt nè. 1.4 triệu. Có phải đắt hả? Có là bị nhăn đó đúng không? Cái rửa rất dễ nha. Là vì chị chốt cái nào? 1450. Chị ơi bây giờ nếu mà chị đổi, tại vì chị lên đang chị chốt mất tiêu rồi. Con này 1.4 triệu luôn nè. Đó, em có 3 cái trống thôi. Đâu phải đâu, phải nguyên quyết. Nhăn cho cái gì đấy, con được cái đó không? Chị nói, anh nói cho em đó. Cốt đây. Đó, 1.4 triệu. Chị ơi, 1450 khách chốt mất tiêu rồi. Em đổi cho mấy chị với điều kiện là không đâu, có khách chốt nha. Con nào? Nó tự ăn si làm gì còn mà đổi. Rồi, tiếp nha. Tiếp tục chương trình. Tiếp tục, em lên siêu phẩm nè. Quên ghê luôn á, con này chưa lên mà không ai hỏi em cũng báo hết rồi. Mọi người thích siêu phẩm thì chốt nha, bởi vì con này chắc là sẽ không có con thứ hai nữa đâu. Một con ba lô của trời nồi quá đẹp luôn. Ngồi nhìn da nè, rất đẹp luôn ạ. Và ít nha, mọi người để ý nè, cực kỳ ít hàng chờ nồi luôn. Phụ kiện đang còn đẹp luôn. Em đang đọc tin nhắn là của chị Kim Chi Trần Thị của anh. Kim Chi Trần Thị hay chị kia? Chấu hoa luôn. Chị lấy con đầu đi là ok luôn rồi. Tại vì hai con thật sự con này cũng giống nhau. Chị thích con chốt trước hay con sau đều ok. Con này mọi người lấy thì chốt em mã 2.5 triệu nha. Ba lô này 2.5 triệu ạ. Size 25. K của nó là tầm 30. Ba lô chờ nồi mà 2.5 triệu nè. Không rỗi luôn. Có bị gì đó. Hỏi chị bị gì chị? Chị chơi. Ok à. Hello chị Tú Hình, 2.5 triệu con này nhé. Con LV đeo chéo sau lưng Hiền phải không Hiền à? Đúng rồi. Chị ơi em gửi cho chị vào chị đấy tin nhắn giùm em với. Ô bà này đẹp quá, 2.5 triệu ba lô nhé. Mấy chị ơi ba lô không có giá 1.000.000 đâu. Đó, 2.5 triệu hả? Ủa có ai chốt à? Thiệt luôn, xe không thấy. Trời ơi chị Minh Châu, chị xem nè. Bữa trước của em là 2.8 luôn. Mà con đó có một đợt là
3,8 triệu nữa kìa, 2,5 triệu hết rồi, một con duy nhất trong cuộc tình chúng ta. Chị Minh Châu Nguyễn Thị ơi, con này đẹp lắm. Mọi người có thể này, xách tay được như thế này được luôn nè. Đang hỗn độn form nè. Đẹp ha. Con chéo này là 1,450 luôn nè. Ôi cái bảng này hơi bị chất nha. Size chéo này size chéo 30 đó mấy chị. 2,5 triệu chị Hồng Nguyễn Thị Mai sau rồi. Nói chị quay lại giùm em. Chị chồng phục cái con chóe này đi. Chị nói chua hả chị? Để em coi thử có con này ok không. Có là có rồi đó, nhưng mà không biết là đẹp hay không thôi. Sợ nó vừa phải chứ nó được đẹp lắm. Đẹp quá. Trời ơi, cái đó thật ra mọc quá chị xử lý bình thường. Nhưng mà tại chị không ớ. Mọc là bình thường. Mấy chị không ok thôi. Rồi con chéo này mọi người 1,450 luôn giúp em. Ờ trời ơi khổ quá. Thiệt luôn á. Em nói nha, không phải em nói gì. Mấy chị mà xài mọc mà mấy chị đi bắt lỗi vài điểm sao mấy chị xài. Túi mọc. Hàng mọc khác. Cái túi nó như thế này nè. Trời ơi làm sao mọi người xài hàng da mọc được. Cái túi mộc khác à, có phải là túi da đâu. Chán thật sự luôn. Cái vết bình thường thôi. Đây là chụp phải nói là cận lắm cái túi rồi đây. Mà hàng túi mộc khác. Khổ ghê luôn. Cái sau lưng em là cầm tay à. Dạ không có cái này cầm tay á. Nói chị ơi thật ra là cái này không phải là lỗi của túi mộc khác đâu. Mà chị không thích thì em cho chị ở lại thôi. Chứ nó không phải là lỗi. Mấy chị bắt bẻ lỗi kiểu đó thì mấy chị mua MC sao được. Mà trong khi là chơi hàng mộc khác. Trời ơi đẹp nhé, em cảm ơn. Cái con thơ mệt đó đúng không? Cái con nó sao tự nhiên có kèo thơm á chứ. Kèo thơm là 800 ngàn á chứ. Ok, đợi xíu. Con này 1,450 LV. Khổ ghê luôn á, thiệt. Chốt thì chốt túi một khác. Ok, ok. Không chị ơi, ba lô Chanel không có được. Có đâu một cái à. 2,5 triệu em hết rồi. Đợi cái nào, màu bạc là cái nào? Đây đúng không? Vậy cũng là gì? Chị ơi, cái đó là cái vết bình thường của hàng si đã qua sử dụng. Một khác. Chị hỏi thử. Chị chốt là chị chốt hàng si. Ok, chết. Nó rớt hàng. Con này da cá nha. Một con da cá chuẩn cổ luôn mọi người. Da cá chuẩn cổ luôn à. Em bán con này cho mọi người để em coi thử. Có lỗi lầm gì không? Xe ngang của nó là 30 ạ. Da cá ít khi gặp nữa nè. Ủa mấy bữa hồi xưa á, em về nó hay có da cá lắm. Đợt này em không thấy luôn. Chấu ngang luôn. Chị nhắn tin đi chị Mai Nguyễn Thị Tuyết ơi. Chị nhắn tin giúp em với. Giờ chị nói trên live đây em không có nhớ luôn. Có thằng này chị nhắn tin giúp em để em nói với bé nha. Cái con Chanel này á, cái chữ của nó không có được sắc nét mọi người. Chanel răng này nó không được sắc nét. Em bán con này da cá bán cho mọi người 1,6 triệu thôi nhé. Mã 1,6 triệu. Chanel hồng trên kệ ok size to chị. Size ngang 30. Cao của nó 19. Không, cái đó là chị không bắt. Không bắt lỗi. 1,9 triệu, mã 1,6 triệu nhầm. 1,6 triệu của tổng con túi si. Mình so hai bên lại với nhau này. Mình so hai bên. Trời ơi chị. Thiệt sự không biết nói sao. Em nói. Cái gì có lỗi thì em nhận lỗi với chị. Không có lỗi đừng có nói. Mệt quá, tan tàn. Hồng đây đúng không chị Mai Nguyễn Thị Tuyết. Này con này giống như kiểu người ta hay gọi là chỉ câu tay rồi mọi người. Size đích của con này là 27 ạ. Cái miệng con này là 30. Con này đẹp này chị Tuyết. Màu ô cha, con này mà mặc mang bộ đồ này mang là vô đúng bài luôn hợp. Đẹp nha. Cốt nằm ở đây luôn. Thì đã quá sử dụng chị ơi. Chứ em đâu có nói nó là không phải là có vết. Con này em bán cho mọi người là 1,920 triệu. 1,920 triệu. Em ba độ mới. Hả? Thế vậy?
Ba lô đen hả? Em nói mấy chị có chốt gì rồi thì cũng chốt rồi. Lát em lên con Tory Watch 2.4 triệu hôm qua cũng chốt rồi. Cái ba lô đó mà mọi người không chốt. Tại vì em nói ba lô đó đẹp á. Ok ok. Hả? Chị ơi, em bán bình thường, bốc khách và chơi được như vậy. Em đã nói thẳng luôn rồi, chị không sai được, chị gọi lại. Chứ không phải là ở đây mấy. Nhưng mà cái điều mà em thấy chị quá khó khăn. Như hôm trước lỗi mà phải em nhận ngay. Nhưng mà đây là hàng này, nó là bốc khách, chị hiểu về bốc khách không? Trời ơi. Chị, em nói thật sự luôn á, em không phải là khó. Nhưng mấy chị đã chơi cái hàng hàng nào thì mấy chị phải biết hàng đó. Mọi người chơi mộc khắc, mộc khắc có nghĩa là cái tiêu chí là mọi người chơi hàng mộc á, mộc thô mà xài ý như là kiểu là chốt giống chốt hàng hiệu vậy nè, thì làm sao mà chơi được, mà đã hỏi xài được không? Xài được, xài được. Trời ơi cái gì mọi người, con này là cá sấu hay là con nào? Mọi người đang nói con nào? Cho chị đi hỏi, nói vậy là càng không cho xử lý. Bên dưới cái tượng xác ở trong tủ đó là con này cá sấu mà. Con này cá sấu mà. Đây. Cái bóp bị lỗi rồi. Cá sấu đợi em một xíu. Hello. Đây nè, em cho chị nghĩ xem. Ý có nghĩa là mấy chị đã bắt bẻ. Đây nè, em cho chị mấy chị xem nè. Cái lỗi nè. Có, LV Never Full này mới lên, đưa đây cho chị xem nè. Ý là cái lỗi như thế này nè. Báo lỗi. Xong rồi em nói là chị ơi, một khắc á, là mấy chị phải đưa cho chị cái hình. Bậu luôn ấy. Cái lỗi đây, có nghĩa là chị đã nói, em mới nói là mấy chị một khắc á, là mấy chị phải biết chơi, là mấy chị chơi thoáng một chút xíu, chứ mấy chị đi bắt bẻ từng lỗi nhỏ thì kiểu gì nó cũng sẽ có lỗi đó. Metanol là đây, metanol LV là con gì, là con nào? À cái con trên kia hả? Đó chứ không phải vấn đề ở đây là em nói mấy chị là phải chấp nhận lỗi, nhưng mà riêng về một khắc mà mọi người chơi, mọi người đi bắt bẻ từng vết nhỏ như thế này, đây là chụp xác lắm rồi mới có được vết đó. Thì thôi chứ. Mà đã là mộc rồi, hàng mộc khác nữa. Chứ còn ai nói đó là không rách đâu. Trời khổ ghê. Anh Quyết ơi. Nên nói là em nói như vậy thích. Nó là vậy. Không, chị thấy ai chút đơn cũng bị lỗi hết nên phải chịu khó đi. Sang ngang 32. Cao của nó là 25, 32 nhân 35. Cái số đợi em một xíu ạ. À. Cháu quận này là cháu 4 á mấy chị nha. Kế bên tự hả? À ok ok, trời không có biết tên đâu. Em dạy khờ tên lắm. Nè mọi người thấy không, ở bên trong nó có Facebook mật nè. Em không có biết tên. Con này cốt tem luôn, cốt đầu à. Cốt đầu 89 mà lót da toàn bộ luôn. Con này em bán mọi người 1.650.000 nhá. Mã 1.650.000. Thì gì ta, thì phải cho em cái vị trí, nói tên em không biết đâu, em chỉ biết LV Gucci rồi này nọ thôi. 1.650.000, mã 1650 luôn giúp em. 1650 của chị Thu Huyền rồi, tổng kho túi si sau. Ừ. Em có con này nè. Đây là cái gì đó, nói là cái gì đó. Nè. Dây đeo chéo luôn nha mọi người. Con này đẹp á. Chấm chấm mà nó nhỏ xíu à, nó vừa điện thoại luôn. Nhưng mà nó không có khóa cái miệng đâu nha. Cái hàng này không có cái miệng đâu. Nó có một cái vết đâu rồi. Nãy em thấy nó mờ đâu ta. Đây nè, một tí thì đầu tay đây nè. Giống như kiểu dính keo á. Để em lau thử nó ra luôn, có khi ra luôn á chứ. Ừ cưng lắm. Cái này mà thiệt luôn, bánh bèo tiểu thư chốt một phát hỉ. Ta nói nó Dior xanh đậm à. Không, nhưng mà lấy màu đỏ đi. Có Dior màu đỏ đẹp nè.
Nè mấy chị, nó rất là nhạt nhạt ở đây một tí thôi. Đó là mọi người cũng đừng mắc bẻ luôn á. Con này 1.800.000. Cốt kiếp đầy đủ. Có gu xì đầu rồng size 20 không mà? Nhỏ nhỏ vậy thôi hả? Không có. Em có size 25 mà, toàn size 25 không mà. Metro đeo chéo hả? Metro đeo chéo bữa sau nhá. Metro đang nhiều mà em chưa lên. 1.800.000 nha mọi người, mã 1.800.000. Ok của chị Trâm Trần. Con này là da hơi bị đẹp luôn. Trà mi sâu rồi. Em thấy mạng nó cứ bị lẫn lẫn nhịp á ha. Con này 1.500.000 nè. Navel full mà con này size L. 1.500.000, con này nó còn có một cái set luôn. Chị thích màu tối à. Nó có một cái xếp ví ở trong này nữa nha, 1.500.000. Navel full. Chị nó đang cảm thấy mờ em hả? À, size to nữa. Có là V-Matic hai màu không ạ? Có. Không là M. Con này ai lấy chốt em mã 1.500.000 nhé. Thì hỏi có không thì em lên thôi. Mày chỉ có như thế này. Em phải lên cho mọi người một bản chóe rồi đã. Cái coi cái da mộc của nó chất không? Form dáng của nó này. Cái chóe của nó mở khóa như thế này nè. Ô bữa nay chụp hình đẹp à, thấy chưa? Được khen là kìa. Em bự cho mình xấu quá mà. Ôi thiệt luôn, cái túi của người ta có quai có cái đè hết phía dưới luôn. Thiệt luôn, cái túi gì đâu mà nó trụi lũi vậy trời. Nè cái túi của người ta nó đẹp vậy nè. Nó có xách tay, có đeo chéo luôn. Nhưng mà nó thích giấu, nghe nó độ lại giấu hết luôn. Ôi nè nhìn da giùm em nè. Con này mọi người chúc em mã 1570 à. Lại con lại bị nghiện. Tôi kệ nó, coi vì coi vô con một chút là tôi vui rồi. Không cần mua đâu. Hôm nay á hở cũng lo, cũng bán kiếm mấy chục cái rồi là đi ngủ, đi xuống được rồi. Đi ngủ này chứ. 1560, sao này sang có 30 thôi. Chị thấy mấy chỗ khác nó còn bị nghiêm được luôn kìa. Nên là phải chịu khó đi. Nè 1.560.000, mã 1560. Nghiện à, ok, cảm ơn mọi người. Em chỉ cần mọi người tương tác nhiều em vui rồi không? 1560 nha, mã 1560. Con này mọi người đeo vai, đeo chéo được luôn. Màu đỏ đô. Nè. Ôi, chốt đi, đừng ngại ngùng. Đừng có mắc cỡ mà, cứ mạnh dạn chốt đi. Cứ mạnh dạn chốt nha, đừng có ngại. Mọi người cứ mạnh dạng chốt đừng có ngại em nha. Con này size to. Có gu xì đầu rồng nhưng mà size 25 cơ. Con này size ngang 32-33. Cao của nó 25. Quá đẹp nè. Quá là còn đẹp. Made in France luôn. Chanel Paris. Da nè. Em đang nghĩ nha. Cái xích này xích nguyên bản của nó. Nhưng mọi người biết sao không? Nó bị cái dây màu đen ở bên trong á, nó bị hư, cái là người ta tháo cái dây bên trong luôn rồi người ta để lại cho mình nguyên cái bản xích nhá. Con này em bán mọi người là 1.500.000 nhá, 1.500.000. Tem ở dưới đó nè, cốt 1.500.000. Da nè. Size này size 35 luôn á, sao lại thì. Size lớn à, cái khóa của nó này. 1.500.000 ok. Đó, size lớn nha. Qua túi xì Nguyễn Nhật Ánh sau. Ôi trời ơi các bác, các bác chốt con Chanel xương cá này đi. Xương cá mà da nè, da gọi là da caviar đó mọi người. Mới không, phụ kiện đang còn ngon lành luôn nè. Xương cá mà da này là hơi bị ít nha. Size có 25 mà. Con này em bán cho mọi người là 1.600.000. Ở bên trong đang còn đẹp luôn. Có chị ơi, có LV trống nhỏ. Nãy em độ còn ngon nào em? LV trống nhỏ mini á. 1.600.000 của Golden Orchid Hoàng Spa gì đó. Khách mới chuyển khoản giúp em được không chị ơi? Chuyển khoản luôn giúp em nhé. Hàng hiệu là mọi người ơi, đằng nào mà đâu mà mọi người đã trên triệu là phải chuyển khoản luôn rồi. Này nè, à cái này. Hả?
Có trống nhỏ không? Hết rồi hả? Không, đưa chị cái trống cái luôn đi. Để chị lên like. Đưa đi. Trống 1 triệu rưỡi á chị. Trống mini 1 triệu rưỡi. Chị Golden ok không thì báo em nhé. Cá sấu nè. Được, dạ rồi ok chị. Nè. Con này size 15, 16. 1 triệu rưỡi. Chị Golden ơi, vào nhắn tin cho em trước mọi người. Đúng rồi, 1 triệu rưỡi của anh. Chị Golden ơi, em nhờ chị vào nhắn tin trước giùm em với nha. App đang bị lỗi à, nên là mọi người em không nhắn tin trước được cho mọi người, nên nhờ mọi người nhắn tin trước. Ok. Con này là một con trống mini, size mini nhỏ nhất luôn rồi. 1 triệu rưỡi con này. Con đó hả? Con đó là 1 triệu 6. Đây nè. Cá sấu à. Con này size cực kỳ lạ luôn, tại vì size lớn. Cái size ngang của nó là 32-33, cao của nó là 17-18. Muốn mua hết à? Nè, em báo cho mọi người một chút xíu ha. Cá sấu là có con này ở đây, nó có một cái vết trên da của nó nè. Đây nè. Nó khô da ở đây nè. Chỉ nè. Đó. Ba lô nâu là cái này ta. À, ba lô nâu, em đang like. Ồ, con này trong da voi. Nó phố cái da voi luôn, rần vậy nè. Sao đẹp đi kinh nè, không có. Nè mọi người, những cái đường viền keo mình sẽ thấy nha. Cái form hộp này nó thường sẽ như vậy. Thế là con này em bán giá cho mọi người giá lỗ. Em bán này cho mọi người 900 ngàn thôi, mã 900. 900 ngàn, mã 900. 900, mã 900. Gu xì này đẹp lắm. Em hả? Cái gì? T-box là sao đăng nhập vào cái này? T-box. Để xuống tên quyết này đi. Không phải, đăng nhập sai rồi. Bây giờ mình yêu cầu đăng nhập Facebook mà. Đăng nhập là của anh Quyết á, chứ không phải của chị đâu. 900k, mã 900. Mọi người, con Dior này siêu phẩm nè. Đeo vai. Ui cha, hỏi tôi có trống nhỏ mà con này không chốt nữa thì hỏi cái gì mấy chị. Mọi người hỏi trống nào. Hỏi có LV trống mini không mà lên con đó không chốt nữa đi. Hay không biết con nào nhỏ nữa luôn. Thiệt xung á, em thấy em lên đúng đề bài luôn rồi đó. Lên quá đúng đề bài luôn rồi mà. Dior, đúng cổ luôn nha. Mà không đập cánh xem. Chị ơi, chị nhắn tin giùm em đi chị ơi. Sao 26-27? K của nó 16 à. Đúng đề bài luôn. Có lờ trống LV không? Dạ có, trống nhỏ. Em nói này mọi người sợ của con Âu, của con này ra sao thì con này y vậy luôn, không khác gì luôn. Con này 1.9. Chị nhắn tin bên em chưa trả lời kìa. Ủa chị nhắn tin ở đâu? Em chết đi nhắn thử. Chú cha, cốt của nó nằm ở đây nè. Xịn chưa? Để chết nha. Không hết máy rồi hả? Không có máy nào vô được T-Bot hết. Vô T-Bot làm gì? Ủa, trong tin nhắn bình thường thôi. Tin nhắn bình thường nhưng mà không biết tên của khách làm sao mà nhắn. À, không vô được T-Bot luôn. Ok, chị đưa chị. Cái gì đâu đọc được comment trên này đâu. Không, ý nó là chị nhắn tin rồi. Chị ơi, em chưa thấy tin nhắn nè. Em chưa nhận được bất cứ một cái tin nhắn nào của chị luôn. Chị chết lại giúp em thử. Mình chưa gọi tin nhắn cho em á. Bây giờ làm sao ta, chị đưa cho em, chị cũng đâu đọc được bình luận đâu. Thì cho em một xíu thôi, em trả lại chị liền luôn. 1 triệu 9 nha, mã 1 triệu 9. Cho bán một chiều con áp lỗ này chết chán đời nhỉ. Golden, biết Golden là được rồi. Mà chị đâu có nhắn tin đâu. Chị phải bóp vô này mới chị mới thả ra được nè, đó. Thấy bẩn hả? Bẩn thì lau đi chị. Bẩn thì lau giúp em thôi. Có nghĩa là mấy bạn đánh xi á, mấy chị không thể nào, không ai đánh lên khóa đâu, mà nó bị lem lên khóa thôi. Phụ kiện mà, mọi người lau được mà. Ủa,
Ba lô thấy chị không, mà ba lô nào ạ? À? Chị chụp hình gửi qua cho nó hả? À? Mấy gì chị khoản nhé hả? Đợi xíu mấy chị ơi. Từ mấy chị ăn chuyển khoản. Chị ơi, cái tài khoản mà chị nhận được là tên gì? Bên em chỉ có tài khoản tên Đoàn Thị Hiền thôi nha. Còn ai mà đang nhắn tin trước cho mọi người là không đúng đâu. Bây giờ này mấy chị ơi, đánh ví dụ như dính lên khóa thì mọi người lau giùm em thôi. Chứ còn ai đánh lên khóa làm gì đâu. Đánh trên da mà bị dính trên khóa đâu đó mọi người. Nên là mọi người thấy trước khi gửi cho mọi người, bên em đều spa hàng để cho nó ok mà. Chị thay vì em để nó không được đẹp thì em có spa, nhưng mà lâu khi nó bị dính lên khóa một chút xíu, mình lau là sạch sẽ thôi. Chị ok, chị dục gửi qua cho em với. Chả biết nữa, ám bị lỗi. Facebook á, thì ẩn tin nhắn ở trên này màn hình chính không thấy một cái gì hết. Mà T-Bot thì đang bị lỗi. Ngu xì đâu ta. Anh chụp anh hỏi bên bên T-Bot thử. Chị ơi, cái tin nhắn Messenger là con này nè. Em vô em chấm bài, em nhắn tin cho Trang thử. Sao chị Kim Trần này chị nhắn tin được mà chị không nhắn tin được. Nè mấy chị nhắn tin được mà, có một mình chị không nhắn tin được thôi, là chị đâu có đánh tin được. Anh trả lời của An Yên đi, anh xử lý An Yên đi. Cái chỗ An Yên á, chán có đọc tin nhắn không được. Bây giờ sao vậy, em có đọc được không? Mấy điện thoại kia cũng không vô được luôn à? Không, điện thoại nào vô được à? Em đi vô nhắn tin với chị bị em chấm bài làm gì? Ý là nhắn tin thử coi thử. Chị đã nói là chị nhắn tin hay là vì không, nhắn không được luôn á. Em vào trang em nhắn tin mà không được, sao mà không được? Em vào trang của mình, em lấy điện thoại của em vào trang của mình, em nhắn tin thử để coi thử là tin nhắn của mình nó có bị lỗi luôn hay không. Để coi thử khách có chốt được hay không á. Nếu mà tin nhắn mà bị lỗi là luôn rồi thôi chứ bán cái gì nữa. Mình chốt bên tin nhắn mà. Nhưng mà chị vẫn xe ngang của nó là 30 à. Ca của nó 20. Do cái chị kia chị cứ nói chị nhắn tin rồi mà không nhận được. Trời ạ, biết gì không. Xích đô vậy là chị nhắn ở đâu á. Vậy đâu mà nhắn của Trang Minh đâu. Ý là nhắn tin cho Trang á. Còn tin nhỏ không chị? À hồi nãy lên một cái ví đồ like rồi. Chanel Made in France. Con này có cốt da luôn. Con này không lỗi lầm gì luôn á mấy bạn. Trang đây. Không luôn nè. Một Trang đấy. Em mà em nhắn tin mà. Em hiểu không? Em nhắn tin mà em lấy cái nick của em. Ba lô LV có chị mà size to được không? Ừ thì vậy, chị mới đang hỏi. Chị nói em từ nãy giờ em làm mỗi cái việc đó đó. Mẹ không hiểu ý chị á. Do chị kia chị cứ kêu chị nhắn rồi đó, mà mình có thấy gì đâu. Nên là mình phải kiểm tra lại thử. Ừ đó, vậy là vì chị á. Chị nhắn không được đó. Con này mọi người lấy chú em mã 1550 ạ. Mã 1.550, size 30. Xích đôi. Được chị, được chị. Thích size to, em lấy luôn cái ba lô LV to to ở kia luôn cho chị lên. Đúng màu mật ong nha. Thì bớt lỗi mà sao vẫn một mình em đọc được comment à? 1550 của Nguyễn Nhật Anh. Hả? Ồ, đâu nhiên đâu dám thoát đâu. Bây giờ chị sẽ điều khiển em. Nhưng mà con này thấy cái kiểu khuynh hướng là nam hơn. Trời ơi, con này nghi Âu quá. Hả? Đổ phân chị á. Con Gucci này rất là đẹp, em bán 1,5 triệu. Gucci hoa, con này nó có một bộ luôn đó. Nếu em chân là em sẽ tìm đủ một bộ nào của nó em chân. Mà em để bé nó, bé nó không có thấy. Có cốt chứ, mấy hàng đó bao cốt luôn. Trời ơi, em biết chị nó nhắn là đâu. Chị không có rành mạng, chị đó gửi tin nhắn ngọt. Chị đó chat 1,5 triệu. Chị Mỹ Ngọc Nguyễn Thầy ơi hết rồi, nhưng mà nè. Có chứ chị, vẫn có chứ. Có chứ, được, có chứ chị. Em đã từng có rồi mà, bà con. Thực ra hàng ở đây em không bao Âu, không có nghĩa là không có hàng Âu đâu nha mọi người. Nhưng mà em cứ báo mọi người xác định trước là không Âu đi, để mình mua về. Ví dụ đôi khi mua xì 1,5 triệu là con này hả? Bây giờ này chị Mỹ Ngọc Nguyễn Thị, em nói nè, chị chưa nhận được cái túi kia. Với lại là đơn của chị cũng ship code chứ không phải là chuyển khoản.
Nên nếu như chị chốt cái này á, hiện tại em sẽ chưa chốt được cho mình đâu. Bởi vì mình nhận đơn đầu ok trót lọt đã. Chứ không là em dồn dập 2-3 đơn như vậy em gửi em không gửi đâu. Vì mình không chuyển khoản được cho em mà mình đang yêu cầu ship code. Nên là mấy chị mua một đơn hàng đầu nó ok, yên tâm là em mới cho mọi người nhé. Con nói chị của anh Tổng Kharosi. Ok, em chốt rồi, vô áp lại được rồi. Cái này em chốt chị Thái Hiền Trần Thị nha. Em cho mọi người xem bên trong đã, từ từ rồi chốt. Đây nè, nó đang đẹp như thế này luôn, rất là đẹp. Nè, cái đầu rồng của nó cũng còn ok lắm luôn, nó là màu bạc á. Chị ơi, ý là chị không có biết vô hay sao á chứ. Em vẫn nhận tin nhắn được bình thường mà. Giờ em nhắn tin lại cho chị Golden thử em. Ok, đợi em một xíu nha. Đây nè, mọi người ơi, ở bên trong của nó này, nó là cái dòng lót đỏ. Mọi người mua 10 con thì 9 con đều như vậy luôn, chứ không phải là nó bị lỗi. Có nghĩa là mọi người thấy không, cái màu của cái này nè, nó sẽ để trong kiện, nó sẽ bị dính qua đây nè, chứ rất là khô ráo chứ nó không bị một cái gì hết. Nhưng mà em vẫn phải báo, chủ động báo cho mọi người nhé. Được đúng không? Ok ok, được rồi chị yêu ơi. Đúng rồi, con 1.6 chị. Cốt của nó nằm ở đây. Ok, HM đợi em một xíu. Chị nào ok lại chốt giúp em mà. Ok, Gucci 1.5 triệu nhá. Đó, em báo kỹ cho mọi người xem. Chứ như cái này không phải là lỗi luôn á, nhưng mà vẫn phải báo, tại vì nó là cái tông màu như vậy á. Cầm đầm tay cực kỳ nha. Xem LV công sở thì phải chốt bản này đi. Rồi, ok chị, vậy là nãy giờ chị inbox mà không thấy. Ê, tại sao chị inbox mình không nhận được ta? Cho chị cái LV công sở em. Cái màu nâu á, màu hoa, LV hoa dưới. Ok, chị thấy Trần Thị, ok chị yêu. Trời ơi, cái LV này mà không chốt nữa thì thiệt sự luôn, hỏi em công sở. 1.5 triệu bác này luôn, lên giúp em mã 1.5 triệu. Mọi người, LV nè. Ừ, 1.5 triệu luôn em. Mã LV 1.5 triệu luôn dùm em, bao được vừa A4. Hello chị Nguyễn Dung. Bao sang nha mấy chị ơi, có gì đeo chéo nguyên bản luôn. Đúng chuẩn hàng da mộc luôn ạ. Ok, của chị Trang đổi, hình như chị Trang đổi chứ có bản này form. Trời ơi, đừng được vừa A4 nha, form đẹp lắm, đứng form. Con nói là lúc đầu vô bị ế là tớ hơi bị buồn. Tại vì công sở của nó quá đẹp. Thơ mệt hai màu nè. Chưa là chốt nó đúng bài luôn mà con đẹp. Chờ neo đỏ mận hả anh? Em không biết nữa, em có khu em độn có con này màu đỏ không em? Chờ neo á. Chắc lô này không? Hả? Đỏ mận bán hôm qua mất tiêu rồi. Ý là em như cái con này á, nếu như nha, mọi người thích mà hàng cổ mà cổ cũ xì á, mọi người chốt bản này nè. Em nói nè. Ồ lấy đi. Nè, mọi người xem màu mật ong của con này nè. Đó. Con này mà siêu cổ. Ba lô nhí à? Không có. Em có ba lô nhí. Siêu cổ luôn á, màu của nó nè. Con này là một trong những con mà cổ nhất của em luôn á. Có chị ơi, LV Hến hình như có hôm qua như bán rồi không ta. Xe ngang 30. Cao của nó là 35-36. Con này mọi người chốt em mã cổ 1.6 triệu. Mọi người sẽ tìm ra những ba lô nó bản mới thì dễ hơn, chứ giờ bản cổ này là siêu hiếm luôn. Siêu hiếm luôn nha. Mã cổ 1.6 triệu. Đó sai hả? Hiện vừa đó rồi. Còn đó lại không? Để hiện đo cho. Không, màu đỏ đô cơ. Màu đỏ tươi đó. Không, không phải đâu. Lót của nó nè, màu bạc luôn. Mà cổ, ok của chị Lâm Dương. Chị Lâm Dương, à chị Lâm Dương là ok được. Em phải hỏi lại nha, mọi người nhìn màu nè. Vì em nói vì cái màu. Em mua 3.5 triệu nha mọi người. Cái hồi cái đợt em chưa bán hiệu, em mua 3.5 triệu. Mua 3.5 triệu cái ba lô này á, không phải là giá này đâu. Trời ơi, chị này đỏ tươi nè. Mọi người, mà cổ em hết rồi. Em có một cái con ba lô này nữa. À, đây nè. Cái ba lô này 2.4 triệu nè. Mình trật rồi, đúng rồi. Một con ba lô size mini à, sắp tay đeo chéo đều đẹp. Nó có được 2-3 kiểu luôn á. Ôi, mặc đồ đẹp à. Hàng hiệu của Toribus luôn. Em nói là con này nhá, mình trật rồi. Về độ mới phụ kiện mà về da là hơi bị đẹp luôn. Dạ rồi, để em kiểm tra. Em cảm ơn chị nha. Trời ơi, sorry chị.
Chị nhắn tin vào lúc mạng nó đang bị lỗi, em không nhắn tin được cho chị mà chị nhắn tin em cũng không nhận được luôn, nên là hơi phiền chị một chút xíu, thông cảm cho em nhé. Nè, mấy chị, mấy chị thích á, mấy chị điều chỉnh ok mượn được một cái con, mấy chị điều chỉnh như thế này nè. Đó, mấy chị điều chỉnh, như mấy chị đeo chéo cũng được luôn á, mình điều chỉnh cái dây này được, có nghĩa là mình đeo được tới 2-3 kiểu luôn ha. Con ba lô này là 2,4 triệu á, báo với chị ấy nhận được 1,6 triệu rồi em, cảm ơn. 1,6 triệu nhận được rồi. Ba lô Toribus em bán 2,4 triệu xem mini. Hello chị Trần Minh Anh, size ngang 20 ạ, cao của nó 25, vừa đẹp vừa mới nha, tìm mà độ mới nó còn lâu hơn ít. Hơi mệt. Ok. Bài này còn chị ổ mà không biết có chị không? Hình như không có chị rồi. Hơi mệt có kit đầy đủ luôn. Em sao có nhiều người là fan của hơi mệt. 2,4 triệu ok của chị Golden. Em bao mới con này luôn á. Mọi người ơi, ba lô và Toribot rất là ít luôn, nhìn nè. Phụ kiện này chị. Nè, Toribus logo của Toribus này. À số đo 20 chị. Ok để em cho chị xem, em cho chị xem trong ngoài luôn nhé. Ok, okay. Size ngang 20 ạ. Cao của nó là tầm 22 chị ơi. Size mini 20-22. Ok thì chốt lại giúp em mà ok một phát nhé. Da đẹp luôn, cái trần trám của nó siêu đẹp. Ok lại báo em á. Ok thì báo em, bảo ok. Con này là một con hươu mệt. Báo vừa. Trời ơi, xa 20 là cả một gang bàn tay này. Chị về đừng được cả mười mấy, 20 cái điện thoại luôn ấy chứ. Sợ đừng gì đó chứ được tiền với điện thoại là bao vừa. Đừng được cả chục cái điện thoại. Tiền là để được khoảng tầm 500 triệu. Con này là dập vân cá sấu nha. Màu của nó là màu đục, không phải là màu trắng tinh. 2,4 triệu gì trong phụng sau rồi. Em nói bây giờ hả? Là về trên kệ em à, ok. Bây giờ mọi người mà biểu em á hả? Tìm ba lô Toribus đó, cho chị mua 2,6 triệu em cũng không có nữa. Một con thôi. Từ bữa giờ bán Toribus nhiều lắm, bây giờ mới có một con. Mà cái con đó vì dịch sợ vậy bán 2,4 triệu là gì? Nó quá tiện. Mấy chị làm ba lô cũng được, mấy chị làm đeo vai mấy cũng được, mấy chị xách tay cũng được. Bởi vì cái dòng dây xích đó mọi người sử dụng theo nhu cầu của mình được nha. Ủa sao mình khùng vậy, mình đang like con màu hồng, sao mình quăng con mình like con màu này. Con keo ly lòng lót da toàn bộ luôn ạ. Nhưng mà bên trong nó hơi dơ một chút đó, nhạt 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 hơi dơ trong một chút. Chị ơi chị ok không ạ? Chú giúp em mà ok nhé. Không chú chị Trần Phượng. Lót da chị ok à? Ok, lót da luôn. Quý vị ơi, con này tôi không có thấy cốt của nó nằm ở trên này nè. Tôi cũng không biết cái dòng này là cốt nó nằm ở đâu nữa nha. Phong Kelly. Trời ơi, nó có một cái dây nhưng mà dây không nguyên bản đâu. Cái này em nói luôn, nó là màu đục, nó không phải màu trắng tinh như trên like đâu nha. 2,4 triệu nhập vô rồi, vô xong rồi bán cho mấy chị con này với giá 1,4 triệu, bảo 1,4 triệu. Size này 25 thôi. Hermès Paris made in France nè. Này form này không cần độ đâu, những cái form keo lên này nó có form sẵn rồi đó. 2,4 triệu hết rồi chị Dung. 1,4 triệu của tổng kho Tuxi. Alo ạ. Alo ạ. Có em có giao vô cho người nhà chị nhận chứ. LV nào sau ta? Chị Trang đổ lấy con này nè, có con này chưa thì lấy nè. Một con sắp tay. Ôi, để em lên con này đã trời. Sao mình lang mang quá, không tập trung luôn, không biết like có con gì.
Hermes size to nhé, size 35 á. Hermes size 35 màu hồng, không lỗi lầm gì luôn. Chị vừa chuyển khoản á. Phụ kiện vàng mới luôn, cốt kiết đầy đủ. Ừ. Cốt nó nằm ở đây luôn nè. Còn gì con đẹp lắm. Vậy đâu em vừa nhận được luôn rồi. Da đẹp luôn á mọi người. Nhưng mà em không thích màu hồng lắm. Em bán lại cho mọi người 1.3 triệu thôi. 1.3 triệu. Nói chung là Hermes gần như là em không bao giờ em bán cao được luôn. Vì gu của em không phải là Hermes á. Con này anh báo tình trạng có ổ không có chì nha. 1.3 triệu nè, 1.3 triệu. Rồi ok chị, em nhận được rồi đó. Em thấy chị tin vào. Chéo LV thôi, chốt thôi chứ còn ngần ngờ gì nữa. Chéo LV size 25, em bán 1.550.000. Chéo LV size 25, 1.550 luôn. Cốt kiết đầy đủ nha. Đây nè chị Hồng Nguyễn Thị Mai còn xem không? Em có cho mọi người một con này màu nhũ. Nó là con màu nhũ á. Về phụ kiện thì nó hơi bị trầy trầy một tí đó, chị. Em cho mọi người coi cam sâu nhé. Thấy không? Nó rõ quá chừng rõ luôn. Ê chị Minh Anh, con này đẹp nè. Con chóe này đẹp lắm nè. Đợi xíu em phải chỉnh đốn lại độ hình nè. Đó. Em coi thử. À, nó có cái vết thôi chứ không phải là nó bị rách da nha. Dây xích của nó như dây chuyền vàng vậy đó. Đợi em xíu chị. Còn á chị ơi, hàng ở dưới đây nhiều đó, nhưng mà hôm nay em đi live, em về, nói chung là em lên live vui vui một chút thôi nên là em không có soạn hàng nhiều. Cốt của nó nằm ở đây nè. Dây xích rất là đẹp, em bán này cho mọi người có 1.2 triệu ạ. Mã 1.2 triệu, 1.200.000 nhé. Mã 1.2 triệu, 1.200.000. Mã 1.2 triệu. Ở bên ngoài qua hả chị? Vô hồn 1.2 triệu. Con này 1.6 triệu nè. Vô hồn da mộc. Da không đồng thì cứ giao thôi. Cầm tay VIP không có đâu. Không có cầm tay VIP không? Ok, trời ơi. Thiệt luôn á. Cái đó không cần đợi sale nữa mọi người. Em mới bán mà em bán cái đó luôn. Rồi. Tới công chuyện. Một bản code nè. Code này em bán cho mọi người 1.4 triệu. Đẹp quá, chân đẹp luôn. Con này không mấy em để chân đó nha. Đẹp không? Nè, Zenon gì nè, laser gì nè. Nó có một cái dòng chữ nè. Xanh ngang 30 thôi, có khóa cái miệng luôn. Ok, thấy hình trần thị. Cái này khỏi trong trong luôn nha, có cốt kiết đầy đủ à. Mấy con nó tự tin luôn á nha. Ok, giờ chị có vậy gì chị chốt đi. Mấy chị không phải ở đây, không phải là sợ gì. Mà để em cho mọi người xem, mọi người nhận hàng ok hoặc là tin tưởng hàng chưa đã. Tại vì lần trước mình cũng có hai con, mình không đi được á. Trời ơi, Chanel à. Ủa, con này mình bán rồi hay sao ta? À, con này cũng vậy nè mọi người. Tình trạng của nó cũng như vậy luôn. Thì em cứ bán là xích like đi ha. Phụ kiện đẹp luôn. Nè, có cái độ trần tráng của nó. Một cái ô nó rất là dày ha, to. Cầm nặng chịch luôn á. Size ngang 30 chuẩn à. Cao của nó có 20 thôi. Con này chống ngang luôn. Lót tím nha.
lót tím có cốt, cốt ở trong này. Em cũng bán 1,5 triệu thôi, bán 1,5 triệu lên đơn. Lên đơn, lên đơn là lên đơn. Lên đơn thôi các tình yêu ơi. Trời ơi, cốt đợt này mấy con này đẹp ghê. 1,370 cốt nè, phối màu đẹp không? 1,5 triệu nha, giống phong của Lashit không? Ok. Nè, xỉu chưa các bác ơi? Con này 1,350 à? Vừa đọc bao nhiêu giá nhiêu quên. 1,350 à? Hay là 1,4 triệu? 1,4 triệu hả? À? Khóa còn đẹp nè. Size mini à? Xách tay được luôn. Size có 20 à? Nè, giá lộ. Cốt nè. Con em đang đeo 1,6 triệu mà em cho xem nè. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người không chốt con này em rất là buồn đó, vì nó phí. Con này em đang không đụng form á. Nhìn da mộc nè, da nè, phụ kiện mới không. Và nó là cái form của nó như thế này nè, mới thích nè. Mọi người có thể là cầm tay, đeo vai được và đeo chéo được luôn. Chóe chưa, 1,5 triệu chưa chốt à? À chốt rồi, không có thứ gì chốt chưa. Cốt nằm trong đây. Ôi nội quá, ngoại quá à. Thôi nghe biết coi. Ôi 4,5 triệu rồi, mình chưa qua sao đi đón Messi được. Ôi đợi đợi coi từ 15-20 phút nữa, chưa qua tới anh đi đón đi. Để gọi thử. 1,6 triệu. Chốt đi đừng ngại ngùng. Đừng có mắc cỡ em. Ok, xem túi LV sau là con nào ạ? Đừng có ngại em mà không chốt nha, cứ dạng lên. Xem túi LV sau con nào ạ? Em có mấy con LV luôn. Em có một con túi Celine màu này nè. Ủa em có một con cá sấu rồi chứ. Úi giời ơi, cá sấu. Ủa cá sấu đeo chéo này đẹp vậy. Sao mình không thấy ta? Size mini ạ, cá sấu size mini ạ. Em đang chắc tầm 15-20 phút nữa xuống nha mọi người. Cá sấu size mini nè. Đeo chéo hoặc là đeo vai đều ok luôn. Cái dây này hơi dài vậy. Cái dây này hơi dài, mọi người có thể điều chỉnh được nhá. Mọi người gọi là, nếu như ở nhà mọi người có, mọi người sẽ bấm một cái lỗ ở đây cho em thì đeo cái dây vài dài vào. Hoặc là mọi người nói em bấm lỗ được cho. Em bấm lỗ được. Con cá sấu này hiệu của Ý luôn. Frank Michael của Ý. Size mini được vừa tất cả các dòng điện thoại. Nè, đây là cái vảy của cá sấu này mọi người. Để ý nè. Mọi người thấy vảy không? Chứ không phải là nó bị ấy đâu. Với lại là dòng cá sấu mà có vảy á, nó hay bị một cái trường hợp là khô da. Nên mọi người mà xài cá sấu mộc, mọi người phải thường xuyên dưỡng da nhé. Cái dây đây nó hơi bị khô đây nữa nè. Con em bán mọi người 1,2 triệu. Cá sấu bình thường em bán tới 1,9 triệu, 2,2 triệu lận đó nha. Rồi 1,2 triệu à, bác ngồi lấy chút em bán 1,2 triệu. Mai em like hiệu tiếp nữa mà. Nhưng bây giờ để em đi tìm mấy con gì. Em không có chuẩn bị hàng nên like chứ. Rồi về phía sau con nào chị? Mấy con lượt? Cơ. Ôi xỉu. Chị Hiền có xem con này không? Chị Thu Hiền. Ôi hàng đỉnh của chóp. Nghĩ sao đây là một cái tấm da luôn đó. Nhỏ xíu luôn mà đẹp dã man. Có chiếc đầy đủ nằm trong này. Mượn điện thoại của em thì chứ. Nghe chị ơi. Xíu luôn. Bỏ vừa khít luôn á. Bỏ là bỏ vừa khít luôn. Chị nên 1,5 triệu em hết rồi. Khách chốt rồi.
ôi đúng kiểu mini cưng đi tiệc luôn. Em không thấy á, bây giờ em mới thấy chị nè, size mini ạ. À, con này quá dễ thương luôn. Mọi người xài điện thoại mà pro á là vừa khít đó nha. Còn nếu mấy chị nào mà xài nót nít gì đó thì nó sẽ size to hơn thì chắc không vừa đâu. Con này em bán cho mọi người với giá của nó là 1.600.000, mã 1.600.000 luôn, đẹp ha. 1.600.000, mã 1.600.000. Rồi em lên cho mọi người một con VIP Pro nè. Trời này hoa trà mà dày nè. Con này em bán cho mọi người 2.300.000. Đeo vai 2.300.000. 1.600.000 của châu thị Amia. Size đẹp ghê luôn á. Con này còn cái cham luôn nè. Size ngang 35. Miệng của nó là 40. Trời ơi. Chanel cham. À Chanel hoa trà mà còn có nguyên cái cham của nó nữa, có khóa cái miệng luôn. Màu xanh ở ngoài mới sạch hơn nha. Nhìn nó cái mũi. Lót nè. Lót của nó là lót Chanel hết luôn. Ok. Con LV hả chị? Cốt của nó nằm ở đây. 1.600.000 à, 1.600.000 hết rồi chị Linh Đoàn ơi. Em lấy cái trống bút rìa chị, chị Linh Đoàn xem. Đó, ok. 1.600.000 hết rồi. Con này là 2.300.000 nha. Con này em để lên đây. Mấy bạn này hiếm lắm mấy chị ơi, mấy chị ơi. Ôi, độn chị nè, nguyên cái chai mà thấy đẹp rồi. 1.600.000 hết rồi chị Linh Đoàn. Con chéo này đúng không? Con chéo này 1450. Chị Trang, con chéo này phong tay à, size 30 à. Chắc chị Trang cũng nhỏ con cỡ em đúng không? Mai Hương nội thị hả? Chị chuyển khoản cái đâu chưa? Em chốt chị thêm cái này. Còn kia cho số điện thoại nữa, chốt nãy gọi. Chưa. Chưa à? Chưa chốt được đâu, chuyển khoản cho em đi. Chị Mai Hương nội thị ơi, chị coi chị chốt. Cầm giúp em đi nè, em chút thứ 2 chị. 1450 chị Trang đổ ok chị. Nè cho sang tỷ nè. Đẹp luôn nè. Đi cho chị xem kỹ lại kìa. Mấy chị phải chuyển khoản con đầu tiên đi. Chị chưa em bóc em à. Trời ơi em có một con ba lô của MK. Con này em bán lỗ cho mọi người nè. Vì nó không quá mới mấy chị ạ. Nhìn nó đẹp không? Này mua cho con gái được. Da thật luôn. Con này lô tiền triệu của em đó. Chứ không phải là hàng mà hàng da. Mọi người thấy hàng da. Về hàng da là em bán cho mọi người tiền trăm mà. Mà tiền triệu thì tất nhiên em phải bán tiền triệu. Nhưng mà con này nó không đủ tiêu chuẩn bán tiền triệu. Ở trên đây nhìn kỹ là nó hơi bị thâm thâm á. Còn lại da đẹp lắm. Size mini thôi bán mọi người 700. Là 700. Cho chị xem kỹ là con xanh đó rồi. Con xanh á. À em có con xanh của chị vừa chốt. Con đi của chị ấy không? Làm gì có ba lô Gucci với Chanel mà sạn với chị, nó thiệt sự luôn á. Nhầm rồi. Xí lộn gì đó. Em có một cái con này. Mọi người nhìn cái màu mật ong của nó nè. Nổi da gà luôn á. Nhưng mà nó không quá mới, với lại nó có một cái vấn đề mà em phát hiện ra. Nó thay cái đầu khóa kéo. Em bán cái này cho mọi người 1 triệu thôi, đã 1 triệu. Thay cái đầu khóa kéo nha. Thay cái đầu khóa kéo nè. Trời ơi, chị, em chụp chốt đơn rồi còn quay kỹ cái gì nữa. Mọi người thấy em like hiểu, em đâu có like nhanh đâu mà mọi người. Đò bên em quay tập lưng ra là em không quay ra đâu. Ok, 1 triệu của tổng khoa Pussy, mấy con này cổ cổ nha. Nè. Lót của lót LV hết luôn nè. Đây nè. Anh nó còn để lại cho mình nữa nè, về tự gắn vô được thì thay nè. 1 triệu. Đây nè. Dập là dập trên da luôn nha. Màu đúng cổ luôn. Cái con này là sale tài le tắc lét luôn. Hỏi chị có muốn xem kỹ không thì cho xem kỹ lại nè, chứ không có quay được đâu. Sau like là em không có thời gian quay đâu. Con trống 1 triệu kìa, chốt cho anh tổng thoa Tú Si.
Wow. Đẹp quá mấy bạn. Mấy bạn ơi, hobo màu này chưa thấy luôn, 1.800.000. Hobo màu bạc phối nè, cực kỳ đẹp, 1.800.000. Con này like rồi mà chưa lên giá hả ta? Con này em bán 1.400.000, nó có một cái vết trầy ở đây. 1.800.000 hobo màu phối cực kỳ đẹp. 1.000.000 chị lên đằng sau rồi nè. Ở đây cũng nó như bằng bạc vậy đó mọi người, đẹp không? 1.800.000 hobo quá đỉnh luôn. Phụ kiện hai màu. Hobo. Cốt kit đầy đủ. Rồi chắc em like 2-3 cái nữa xuống. Nói chuyện ở ngoài mà. 2.300.000 nè. 2.300.000 là nãy chị kia. Chị biểu quay phim là không có quay đâu. Chụp thôi, chụp cho chị được rồi. Ôi đâu mà quay hết nổi một cái túi trời ơi. Plastic nữa nè. 1.800.000 Mỹ Ngọc Tân Thị. Chị gặp cho em đi chị ơi. Mỹ Ngọc Nguyễn Thị ơi, chị cầm giúp em đi chị ơi. Thật sự em không khó mức độ đó, nhưng mà bởi vì sao? Đơn đầu mình chưa nhận được mà mình đang nhờ em xíu cốt mà. Giờ giống như là mấy chị chốt là cái thứ hai vậy, em chưa biết là nó sẽ như thế nào, làm sao em dám chốt liều được. Trời ơi, classic. Nhìn nè, thấy cổ nè. Nghe ơi. Mỹ Ngọc Nguyễn Thị ơi, chị còn giúp em nha. Em không thấy chị lên mã 1.600.000 luôn á. Mà chị thấy con ké cực kỳ lạ không? Mà em không thấy chị lên mã đó đâu, em chốt. Em hờn quăng xuống dưới đất rồi. Chị lấy lên mã 1.600.000 em chốt rồi. Chị ok không chị ơi? Mỹ Ngọc Nguyễn Thị, cọc không chị? Trời ơi, sao mà con này nó bóng dữ vậy ta? Nhưng mà phụ kiện của con này này nó hơi bị xuống màu á, nó là màu trắng trắng. Hello bác. Hello. 1.600.000 chồng anh. Nơi xuống màu gọi là trắng trắng á nha. Thôi đã lắm. Rồi. Lót tím luôn, 1550 à, mã 1550. Đấy thấy chưa? Hờn dễ sợ không? Tôi bị chuyển khoản một phát là để chị chốt cái khác. Giận ghê luôn. Code nằm ở đây luôn. Hello chị Nguyễn Việt Hòa. 1550 thôi nhá, không có lỗi lầm gì đâu mọi người. Ok tụi mình. Ôi sao con này nó bóng dữ vậy ta? Nhìn đẹp không? Lỏng con túi xi rồi. Rồi em lên hai con nữa nghỉ nè. Đi đón bé xi đi mẹ ơi. À thứ 10 hả? Trời ơi. Dạ con chào thím. Bé xi đi học. Dạ. Đóng. 2.300.000 size 35. Ủa em, nhưng mà chị đi gì chốt 2.300.000 chưa? Có cái gì xin được không? Xin được ạ. Xíu nữa bác quay bao tử cho thằng Đồng đi. Bữa Yến nó hỏi con mà con quên, con đâu có nhớ rồi. Ý là em coi thử. Chị đâu có chốt không thì chị lên nè. Dạ không, tối nay không like được rồi. Tới sinh nhật con em á, nên là ông bà ngoại qua. Sợ sợ ông ngoại hả? Ông bà đó thì như bà Sơn hỏi em gân khóc nhanh á. Sợ ông ngoại á. 2.300.000 là con gì đó? Lên con LV em vừa bỏ xuống nha. Ok. 2.300.000 là cái con đó đó. Đó thì em nói vậy, chưa nói vậy nè. Bây giờ chị đó có chuyển khoản không? Còn không thì chị lên cho người ta chốt. Em nói đi. Chị ơi giờ chị chuyển khoản cho em, còn không em lên cho người ta nè. Lên con LV em vừa bỏ xuống nha hả? Rồi ok chị yêu, đợi em một xíu nha. Một con trống của Burberry mà em cho mọi người xem như con đét thằng đẹp nè. Nay là sinh nhật con trai đầu. Nè, vải phú gia mộc luôn á. Ôi con trống này nhìn một phát thấy xịn luôn rồi đó. Tay ngang của nó là 30 chuẩn rồi. Cao của nó là 25. Anh ơi đi đón con ấy. Cho chị xem con trắng lớn vậy rồi ok chị ạ. À. Để con giao lưu hả? Không được, em không có thấy chị chốt luôn. Da mộc luôn nè mọi người, trống này em bán 1.700.000. Ok.
không trả lời. Mọi người mua tem mát của nó ở trong này luôn ạ. À. Em bán 1,7 triệu nhá. Bán 1,7 triệu. Khoảng 1,7 triệu luôn. Con này là bao chất luôn á. Con này giao lưu mọi người cứ chốt đi chứ em giao lưu hết nè. Mà chị cọc cái này chị có lấy luôn con Chanel không? Hỏi lắm. Chị có lấy luôn con Chanel không? Chanel đẹp lắm. Chanel hoa trà 2,3 triệu đó mấy bác ơi. Hoa trà là nghe thấy hai. Nghe hoa trà một phát là thấy 2,3 triệu là thấy sướng rồi. Hả? Hello. Chị, mẹ để ba nó ông anh quyết đóng xong cái đâu nó đi đóng bác si. Mẹ đi đó không hả? Mẹ thích thì mẹ đi. Đi xuống coi trường. Ờ. Đi xuống coi trường luôn. Gần mà. Ở đây ở bên này. Chị quán cà phê Tân An á. Nó hơi trời một tí rồi đây. Em bán 1,450 triệu. Nhật mình á. 1,7 triệu của chị Linh Đoàn là cái trống em. Ui, có con trống búp rì đẹp lắm chị Linh Đoàn. Bữa nay cái hàng nó đẹp lắm. À cái đôi màu đỏ của mẹ ngoài kia kìa. Ông ai ngoài kệ mà bạn. Ngoài kệ. Một 450 ok chị Nguyễn Dung. Con này chị xách đi tiệc được á. Tại vì nó vẫn còn độ sáng phụ kiện, nó chỉ có một cái vết mờ qua thôi. Không còn độ form luôn. 1,450 triệu đây nè. 2,3 triệu đây nè. Trời ơi, thiệt sự luôn. Con này mà em like không kỹ đâu mà không kỹ. Nghĩ sao vậy trời. 2,3 triệu. Có màu trắng to đây hả? Rồi vài phát nữa óc nha. Nè. Mọi người không? Thấy da của Chanel nó làm nè. Nghĩ sao hoa trà mà còn size lớn như vậy rất là ít luôn. Mai em like một ngày hiệu nữa rồi em off hiệu nhá. Con nó không có lấy 1,8 triệu. Cái charm của Chanel nè. Và có khóa kéo miệng luôn. Có bút kết nha Thanh Lê ơi. Bút kết LV. Cốt của nó nằm ở đây nè. Lót của nó lót Chanel hết luôn thấy không. Cốt của nó nằm đây. 2,3 triệu, bắt đầu lấy chốt mã 2,3 triệu. Size đích của con này 35. Miệng của con này là 40. Cao của con này là 25. Đây là một cái con gọi là form công sở đẹp luôn. Có khóa kéo miệng, đường được vừa A4. Chốt đơn, chốt đơn. Qua tuần em sẽ sale hiệu cho mọi người nhé. Nhưng mà em nói luôn rồi, mọi người thích cái nào mọi người chốt đi. Còn nếu như mọi người săn sale thì ok, nó cũng sẽ có. Nhưng mà nó không phải con này nó cũng đẹp. Xe chị dành cho sĩ đồ được thôi. 2,3 triệu của chị Elisa. Không, chị Elisa rồi. Con đeo có qua trên cùng hả? Ok, con LV. Ui tờ, từ từ đã. Chở 2,3 triệu chị xong mất tiêu. Trời ơi. Ôi, con này xin phép nha. Không bán con này đâu. Thiệt sự luôn. Trời ơi. Mình xin xén lại con này nhé. Mà con này ta thích quá. Ba tử. Ba tử mà ba tử LV này. Mấy chị từ từ một xíu nha. Trời ơi thích quá. Tôi không. Tôi xin lỗi cô nhưng mà tôi thích con này quá. Vì tôi đã thích cậu rồi. Tôi phải làm sao, tôi phải làm sao. Đây nè. Chỗ cái bao tử nó xịn. Mà nó có quả trứng rồi chứ. Ôi. Xịn con bà sò luôn á. Làm gì tôi đố ai. Tìm thấy cái bao tử này. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Hôm nay sinh nhật. Trời ơi nè. Cái chất của nó nè. Nhìn cái da mộc của nó mới đẹp nè. Dễ thương không nè. Nó là form như thế này nó mới gọi là đẹp nè. Thật ra đáng lẽ em sẽ không bán. Nhưng vì em nói thiệt luôn mọi người ơi. Cái thùng này em đang bị nhiều con nó bị lỗi lắm. Em mà để lại nữa là em không gánh nổi hàng đâu. Là em bán nó không có giá mà. Ui da mộc nè. Cố nó nằm đây nè, xỉu không. Ôi sao vậy. Bạn
vậy này bà, 200 mấy bộ đồ á. Em thích quá, em bán 1.800.000 đó. Trời ơi, siêu độc luôn, em đảm bảo độc luôn. Xịn hả? Xịn. Con này chắc xịn đó mọi người. Có thấy đâu. 1.800.000. Chắc quá chắc luôn. Lạ, lạ. Ê mày Vũ, 1.800.000 của Quế Mai rồi, chồng Minh Anh rồi, tổng con túi xe sao? Đây đây đây. Ôi ôi, chéo cho Chanel. Ôi mẹ kìa. Đây đây đây. Ôi mẹ kìa, tui mẹ. Miệng thì hắn đang còn nôn em cháu không kìa. Ờ, khóc nhè. Của chị Quế Mai. Khóc chi mà khóc. Ông bà ngoại qua mà lạ khóc. Có Louis, có Louis mà Louis lạ. May sao bắt đứa tình cháu sớm, được gần hết rồi. Mẹ bồng lại im luôn. Thôi đi xuống cho mẹ bán mấy cái này, mẹ xuống này. Lên nốt cháo đi chứ. Ừ, anh cháo quá mẹ đi. Thiệt không mấy chị. À, đau tóc quá. Đòi mẹ sao mà đòi. Bốn cái cầm. Alo ơi. Đôi túi vé của cốt da luôn. Rồi 1.700.000. Đẹp không? Lạ không? 1.700.000. Sale anh à? Sale anh con nào? Mãi. Xe anh con độc này mẹ lấy không? Trời ơi. Xe anh con độc này 1.500.000 thôi nè. Cái mặt này. Cho 1.500.000 luôn này, tôi nghĩ nè. Cái dài chun nó đâu còn đâu mà xe mà ấy. À con mấy đôi thể dục mới được nè. Có lấy không? 1.700.000 của anh nè. Thôi nha, không khóc nữa nha. Này. À phải đang có rồi à. Ok. Sao cho con chuyện eo hồng mà. Con hình đó bao nhiêu? Ok để anh lên con. Chuyện eo hồng này bán 1.900.000. Mã vừa chốt ấy à. Ôi mã vừa chốt 1.700.000 là được rồi chứ không xe được đâu. Quay. 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 À. Con hồng em xe 100 thôi, 1.800.000. Mấy chị mấy con Chanel mọi người em xe không biết xe bao nhiêu đâu. Nhìn bên dưới đó nhìn đó. Ủa mấy người ta làm cái gì? Em bán con này 1.550.000. Đi tiệc được luôn ạ. À. Không động gần đi ông à. Một triệu tám ok. Ui, con này còn ngon lắm luôn nha. Da này. Còn yêu chéo luôn. Ok của chị Nguyễn Dung. Chị ơi, con này mới lắm chị Dung. Đi tiệc được luôn. Thôi em bán cho chị Nguyễn Thị Mai cũng mua nhiều rồi. Bán cho chị 1.800.000 đi. Ok luôn. Thế chị 1.800.000 đi. Lâu lâu không tặng thì trừ vào tiền cho một phát đấy. Louis này nè, chịu không chị Hằng Đào? Con này chắc mọi người chưa thấy luôn á. Form của nó nè. Louis nè, con này có trong web. Mà con này cũng thấy số web xua rồi, em chả hiểu cái form nó là sao nữa. Cái form túi gì đâu mà tôi không hiểu. Tôi mình dung thì tôi xài được luôn á. 1.800.000 thôi, chốt chị 1.700.000 chứ nhầm. Hồi nãy chị nào hỏi bút kép nè. Bút kép thịt con này em bán cho mọi người bao nhiêu quên ta rồi. 1.550.000 luôn đi. Mã bút kép lai sơ sơ thôi, nghỉ nha. Nghỉ đi mấy chị, mai em lai tiếp cho. Mai em lôi hàng ra nữa. Giờ mệt quá. Ba lô á, chị Elisa. Có ba lô LV không à? Chị em còn ba lô LV với cu xì. Mai đi, hẹn chiều mai cho nó. Nó xô hơn sướng nha. Giờ biết không? Đang ngọt, 1.550.000
một phát à, một cái à quý vị, một cái à. Bên anh có thích con này không, LV này em sale luôn cho mọi người đi, con này em like 2-3 like rồi mà không ai chốt hết, em like luôn cho mọi người cho nó nhanh hàng nhá, limited em bán cái này cho mọi người 1 triệu luôn, mã 1 triệu. Nói chung mấy chị những con em like nhanh, tức là không có lỗi này mới like nhanh á. Đúng rồi, LV sau em à, LV này là 1,5 triệu mãi không đổi rồi, LV Mastic này không đổi rồi, 1 triệu. Con này 1 triệu. Nhưng mà nhà đang rộn ràng, 1 triệu chị Trần Bến Anh. Con đó em sale lỗ chắc phải tới mấy trăm ngàn của em luôn á. Vô duyên ghê luôn á, xấu hổ con mình ghê đi. Thôi được rồi, khó quá đó. Làm chi mà căng vậy? Ta có đập pin đâu mà. Hả? Thương mà. 1,5 triệu. Con đằng sau em à, đang coi tự ông ngoại đi đón lắm mà. Lớn à, rồi ok, con nói suy nghĩ nha mấy chị yêu. Á, à, từ từ. Kèo thơm nè. Trời ơi, LV mà LV Bucket Gia Tâm nè. Con này bác nào lấy cho em mã 1,7 đi. Không có ai chốt có mình chị à. Mình chị giải ế cho em con đó. Là đây con sợ. Con này á, nó đẹp mà em thấy nó màu nó không có đều màu nè. Em bán mọi người 800 thôi. 1,7 triệu ok cho Nguyễn Thị Mai. Trời ơi, con bút kết Gia Tâm này hơi bị mới luôn. Nói chung là dòng Gia Tâm á, nó không có bị xài, nó không có bị xuống màu. Nè, đẹp không? Màu đen nữa chứ, rất là dễ xài luôn. Con này em bán cho mọi người 800 ngàn. Xài 30 á, dây còn nguyên bản luôn. Rồi, nghỉ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào chiều mai. Chiều mai em like tiếp ạ. Rồi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha.